Muốn hóa giải oan trái hận thù, Phật dạy phải thường khởi lòng từ tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằng nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa, xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả. Kẻ thù càng muốn ta hư, thắng thù ta cố, nên người đức cao. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Ta đã được an tịnh, không có oán và hờn. Giữa những người oán hờn, ta sống không oán hờn. Kinh Pháp Cú. Bởi không nghe lời Phật dạy, nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói, trì trai khổ hạnh không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chớ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa, và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp, giữ gìn giới luật của bậc thánh. Như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới niết bàn. Kệ rằng, người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn, chớ giữ ích chi. Phận tu trì tai gác mặt lì, chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Hay là người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao. Mấy lời phân tỏ âm hao, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thuở Phật còn tại thế, Ngài khuyên La Hầu La, muốn thành tựu hạnh nhẫn phải quán thân mình như đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và cạc nhổ đàm nhớ xuống đất, thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hành của nước. Dù người ta có giặt những thứ thơm to hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục, giận hờn. Con lại nên học hạnh của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường, vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trì giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trì tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt. Không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác
La Hầu La, Từ, Bi, Hỷ và Xả là bốn tâm rộng lớn, không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục, sân nhuế. Ví có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh, trong khi đó phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng, chứ thốt ra lời ác. Con phải khéo quán sát tu tập, như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn dục là phương pháp diệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung. Nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm, vua Ca Lợi cùng với phu nhân, thể nữ, quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca, múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy, không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe thuyết pháp. Sàng Đề tiên nhân nói: muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vị tha, bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua Ca Lợi đến nơi, nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dâng trào, liền xuống ngựa bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân chửi mắng, uyển nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế? Tôi ngồi ở đây tu hành nhẫn dục. Hạnh nhẫn dục là thế nào? Hạnh nhẫn là khởi tâm đại bi, khiêm nhường, ôn hòa với tất cả mọi người, từ bỏ những hành vi kiêu căng, tự đắc, thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh. Vua Ca Lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát: thôi, hãy im đi! Nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng vang gió thổi ngoài tai. Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca Lợi Vương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo: đây là lời nói dối trá, vô lễ! Rồi mạnh tay du gươm cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi ướt đẫm cả hai má, nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thế thế, Ca Lợi Vương gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân, rồi nói: thử coi ngươi còn nhẫn nổi không? Máu chảy ướt cả chỗ ngồi, nhưng không một lời oán trách, rên than. Vua lặng thinh suy nghĩ, người này không phải tầm thường, nên gượng cất tiếng hỏi: hỡi tiên nhân, tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào? Này đại vương, nếu tôi có lỗi bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ
và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thân này là vô thường, do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc? Hay lắm! Nghĩ được như thế hết sức là cao thượng. Nhưng làm sao cho ta tin rằng ngươi thật tình không oán hận? Không cần nói, đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh, thiếu nhận xét của ngài, và chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tỉnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo chánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thật tôi có thực hành hành nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, bèn quỳ xuống bên tiên nhân cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương, không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật. Không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Còn chúng ta, hễ nghe ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên, nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng, không phân biệt được phải trái, nên lắm lúc can thường luân lý bị đảo ngược. Như con dám hại cha chửi mẹ, vợ thù chồng, em giết anh, tớ phản chủ, đồng loại xô xát lẫn nhau, gây bao thảm cảnh. Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não, trôi lăn trong dòng sanh tử trả dai, khổ đau bất tận. Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân, phân bua lý luận, dành phần phải về phía mình. Người khác nói có mấy câu, ta liền cướp lời, kể lể, rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tam bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Bụng dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Vì vậy, ta hãy ý thức điều đó để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay. Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư cố chấp, bất cần quan điểm kẻ khác là muốn diệt phi lý. Họ sai, ta có quyền sửa, nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ. Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng. Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài thì đừng bao giờ sân si, hành động độc tài, mà luôn luôn phải tôn trọng mọi người. Nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ, hành động độc tài, ích kỷ như một bạo chúa, thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình. Chúng ta nên biết rằng không thành công lớn nào trên đời mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người. Người thành công là biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác, khéo gieo giống sáng kiến của ta vào sáng kiến của người hợp tác để tìm ra tiếng nói chung. Trong luật nhà Phật gọi đó là ý kiến riêng chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế, việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai thì đừng biến họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, hãy nhìn mọi việc bằng cặp mắt khách quan và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác,
xử sự như vậy, ta sẽ bớt đi nỗi lo âu, bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ. Từ vua chúa, quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái. Thậm chí cho đến những bậc tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện vẫn bị nó quấy nhiễu. Nghĩa là ai nói xúc phạm hoặc có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ thì sân si sừng sộ, phẫn nộ, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, quạo cọ la hét, chửi mắng, đánh đập đối phương. Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng, vung tay lên nói chuyện với họ, thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thoái hóa, đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thượng căn đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Những vị ấy biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả. Trong giao tế hàng ngày, ai không mềm mỏng thì trăm việc bất thành đến gần trăm. Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng. Kệ khuyên: mở tình yêu khắp nhân loại, giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tức bị người hờn, ghét người, người ghét không hơn chi người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Thanh sĩ: muốn cho thân tâm thanh tịnh, mau thành Phật quả, kinh Pháp Hoa dạy: lấy từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm y phục, lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi. Từ bi là nước cam lồ tươi mát, tưới tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục như áo giáp ngăn ngừa tên độc. Pháp không là ánh sáng trí huệ, phá tan bóng tối vô minh chấp trước. Ai thực hành được ba phương pháp trên để diệt trừ tham sân si, tức là đã vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tọa Như Lai vậy. Chúng ta hãy cố gắng tu tập hạnh nhẫn như Tôn giả Phú Lâu Na. Một hôm, Ngài xin Phật đến xứ Vũ Lâu Na truyền đạo. Phật hỏi: này Phú Lâu Na, dân chúng xứ ấy rất hung ác, con đến đó dạy họ không nghe, còn dùng lời ác mắng chửi, khi đó con nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là người tốt vì chưa lấy cây, đá đánh và ném con. Nếu họ dùng cây và đá đánh ném con thì sao? Con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân vì chưa đánh ném con đến chết. Nếu họ đánh đập, đâm chém con chết thì sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là ân nhân giải thoát dùng cái thân bất tịnh khổ đau này. Phật khen: hay lắm, con nhận được như thế mới qua xứ đó truyền đạo được. Tôn giả Phú Lâu Na qua xứ Vũ Lâu Na giáo hóa. Không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy y Phật, Pháp, Tăng. Nên có câu: con muốn tu thì việc chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn mãi dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm trí nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang,
bằng con đọa, thầy đây ra chịu thế. Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cướp với tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chứ không nên đáp lại. Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang hay đâm thọc dối lừa. Chửi mắng người bốn nghiệp miệng khá chừa, gây nghiệp dữ đời sau câm con nhé. Hòa thượng Giác Nhiên. Phật Thích Ca dạy: lấy từ bi thay báo oán. Đức Lục Tổ dạy: nhẫn là công, nhục là đức. Lão Tượng nói: nhu thắng cương. Hòa thượng Giác Huệ nói: con hãy thương những kẻ chẳng thương con, con chớ ghét những người con đáng ghét. Lời Phật dạy không lầm đâu, ôn tồn dịu ngọt sẽ thắng tất cả. Nhẫn nhục là phương pháp thần diệu đem lại sự an lạc cho bản thân, gia đình hòa hợp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Không nhẫn, thân bại danh liệt, gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, ban rải khắp muôn loài vạn vật, sự nghiệp dâng cao, người người quý mến, đạo quả viên thành. Vậy mà có nhiều người không hiểu, họ nói: gặp Phật thì tu, gặp ma phải trừ. Câu nói đó không đúng giáo lý nhà Phật. Phải nói là: gặp Phật thì tu, gặp ma càng tu nhiều hơn. Quý Phật tử cũng thấy, khi Phật sắp thành đạo, ma dương dùng mọi cách quấy phá, nhưng Ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thậm chí cho đến Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp đem ác tâm hãm hại, nhưng Phật không hề oán trách, mà Ngài còn nói: nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành chánh quả. Công đức nhẫn nhục lợi ích to lớn như thế, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không thực hành? Nhất là những ai đã nhiều lần bị lửa sân tàn phá tâm can, gia đình, sự nghiệp của mình, hãy mau mau tu tập pháp môn nhẫn này để khỏi phải ăn năn hối hận vì nó nữa. Người tu lại càng phải nhẫn hơn, vì người tu mà còn giận hờn, sắc mặt đỏ gai, giọng nói quát tháo, người chung quanh nhìn thấy kinh lờn, cho dù vị đó có lão thông tam tạng, kinh điển, cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa. Thế nên cổ đức dạy rằng: ác thứ chín, lửa sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nỗi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà ngăn ngừa trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dễ dàng, mới có cuộc tranh tài đấu lực, hơn tự đắc khoe khoang vọng sức. Phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kỹ gì nhân đạo, giống như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Trong cuộc sống, chuyện buồn vui, thương ghét, giận hờn xảy ra không biết bao nhiêu lần, cũng vì vô minh lầm chấp cho ta là thật, các pháp là thật, từ đó phát sinh ra phiền não khổ đau. Trong lịch sử của nhân loại, có những trang sử đẫm máu,
như vào thế kỷ 20, trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, có vô số người gục ngã trên chiến trường và những nạn diệt chủng dã man thảm khốc. Đã có hàng triệu người đã nằm xuống vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Trên thế giới có đầy dẫy những điều nghi kỵ thù hằn. Chính vì thế mới xảy ra những cuộc chiến tàn khốc, tang thương khổ đau. Tất cả đều bắt nguồn từ sân hận. Kệ tụng: chúng sanh luống chịu trăm ngàn khổ, các bệnh luôn luôn đến não hại, giặc chết rình rập thường muốn giết, tại sao không tu lo não hại, chê bai mưu hại không nhân từ, hại người chưa được tự mang họa. Ta nay là người cầu học đạo mà sanh nóng giận não hại người. Phải biết ác này tội rất nặng, tật đố tự phá cội công đức, tâm từ tùy hỷ sanh phước lành. Muốn thoát bể khổ phải tu hành, bao nhiêu công đức trang nghiêm thân. Nếu không trì giới thiền đa văn, thân tâm khổ ách không cùng tận. Trên đường đời để chung gai gặp gần, chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng. Muốn cho những đụng chạm bớt đi, các võ sư Nhật dạy các môn đệ phải mềm mại như cây liễu, đừng cứng như cây tùng. Nếu chúng ta không chịu mềm mại như cây liễu mà cứ nhất định cứng như cây tùng, như thế là ta đã gây ra những xung đột bất tận trong tâm, làm cho ta lo lắng, khổ sở, cáu kỉnh, rồi sinh ra bệnh thần kinh, dị ung. Chẳng khác nào cây tùng cứng cỏi phải gãy đổ trước trận cuồng phong. Chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa, chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được, là nhờ vỏ xe mềm dẻo làm cho sự va chạm trên đường dịu đi. Cũng vậy, chúng ta sống trên cõi đời đầy chông gai, thử thách, muốn vượt qua mọi trở ngại phải mềm mại, nhẫn nại, làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây: từ bào thai ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt, dĩ như sáng tối không chung chỗ. Nếu giữ tình giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình. Tất cả chúng sanh là quyến thuộc, tại sao gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chưa đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ, đời nay được vui sao cũng thế, được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người. Vì thế chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, từ con người cho đến con muỗi, mồng, kiến, ong, gió, mưa, nóng lạnh, đói khát, bệnh chết, hoan hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh, không hề than gian oán trách. Được như vậy mới mong thành công đắc đạo. Như Tích Đại Đức Lomasa Nagatora hành đạo trên núi Getijapappata. Khi ấy nhằm mùa nắng trời nóng, nhưng ngài vẫn ngồi tham thiền vì nghĩ rằng: nhiều kiếp ta đã đọa địa ngục, bị lửa thiêu đốt nóng gấp muôn lần sự nóng này. Nhờ thấy được điều đó nên ngài kiên nhẫn thiền quán chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Lại có đại đức khác đi khất thực 3 ngày liên tiếp, chẳng có ai cúng món gì. Trong cơn đói khát, nhưng ngài không ngã lòng, vì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp, ta đã sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hơn thế này nữa. Nên ngài kham nhẫn, dùng minh sát tuệ,
quán sát lý vô thường, khổ não và vô ngã, liền đắc quả A-la-hớn. Tích trên ngụ ý khuyên chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối mà bỏ dở sự tu hành. Cảnh nắng mưa gió lạnh, hành hạ bức não thân, thân cam chịu không phiền, được gọi là thân nhẫn. Sự nhục mạ chua cay, hoặc mắng nhiếc tồi tệ, cam chịu không chửi lại, được gọi là khẩu nhẫn. Đối trước mọi nghịch cảnh, không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhẫn, thiện pháp. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật bảo đại chúng, nhẫn hơn hết trên đời, nhẫn là đạo an vui, nhẫn thêm nhiều tiếng khen, nhẫn giàu sang được lâu, nhẫn được đầy đủ tướng tốt, nhẫn hay có oai lực, nhẫn hay thành nghề khéo, nhẫn hiếp phục oán địch, nhẫn dẹp hết lo rầu, nhẫn được đông họ hàng, nhẫn thời được sống thọ, nhẫn là áo giáp thần, nhẫn là con thuyền to vượt bể khổ, nhẫn là liều thuốc hay cứu sống nhiều sinh mạng, nhẫn lửa không thể cháy, nhẫn dao không thể cắt, nhẫn không thể trúng độc, nhẫn nước không thể trôi, nhẫn được thiên thần gia hộ, nhẫn ngày đêm thường yên ổn, nhẫn thân luôn được bình an, nhẫn lãnh lấy phước báo tốt, nhẫn được đến đạo lành, nhẫn chẳng hại chúng sanh, nhẫn xa lìa thập ác, nhẫn thành tựu lục độ, nhẫn được ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Nhẫn nhục hạnh an ổn, khắc phục được hận thù, tiêu trừ các tai nạn, hưởng nhân quả tốt lành. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lòng từ được tăng trưởng, trí đức được nâng cao, đạo màu ngày tỏ rạng. Họ lấy nấm ăn và sống ở thế gian khá lâu. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó, người đoan chánh sanh tâm kiêu mạn, khinh khi người thô xấu. Ngược lại, người thô xấu sanh tâm ghen ghét người đoan chánh, tranh tụng thị phi lẫn nhau. Bấy giờ, nấm không sanh lại nữa, mà sanh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tinh khiết. Họ lấy gạo này ăn. Sau đó, con trai con gái thân thiết nhau, rồi phát sanh tình dục, nên thế gian bắt đầu có bào thai sanh ra từ sự bất tịnh. Thuở đó, con người ăn lúa gạo tự nhiên, hễ lấy đi bao nhiêu thì lúa lại sanh ra bấy nhiêu. Trong nhóm người đó có kẻ biến nhát, tranh nhau tích trữ lúa gạo, làm cho gạo trở nên hư xấu. Đồng thời, khi gặt rồi không sanh trở lại như trước. Vì thế, họ chia đất ra để gieo trồng, nên dần dần sanh ra trộm cắp của nhau, gây tạo nhiều điều xấu ác, phiền não bất tịnh. Đó là nguyên nhân đưa đến sanh, già, bệnh, chết, khổ báo đọa trong ba đường dữ. Chính vì con người tạo 10 điều ác, nên cõi đất sinh ra gai gốc, mũi mòng, rận rẹp, rắn rết, đầy dẫy sự ô uế. Bởi gây nhiều ác nghiệp, nên tuổi thọ giảm dần, mãi cho đến lúc loài người chỉ còn sống có 10 tuổi là chết. Khi đó, có nạn đau binh nổi lên, họ lần lượt giết hại lẫn nhau trong 7 ngày. Những người có trí tìm cách lánh vào rừng sâu ở trong hang hố. Qua 7 ngày họ đi ra, hễ gặp người nào còn sống sót là vui mừng khôn xiết. Rồi họ nghĩ rằng, chúng ta do chứa điều ác nên gặp phải tai nạn này, khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát. Vậy chúng ta nên tu thiện, từ bỏ sát sanh. Nhờ phước đó nên tuổi thọ tăng lên 20 tuổi. Khi sống 20 tuổi, con người lại nghĩ, chúng ta nhờ không sát sanh mà tuổi thọ tăng lên. Vậy nay nên tu thêm không trộm cướp,
không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không thêu dệt, không bỏng sẻn, không ganh ghét, không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ tăng mãi lên đến 80 tuổi. Cõi đất lúc này bằng phẳng, không có hầm hố, gai gốc, mũi mồng, rắn rết, độc trùng. Ngói cát, đá, sạn sỏi đều biến thành lưu ly. Dân cư đông đúc, ngũ cốc sung túc, giàu sang vui vẻ vô cùng. Lúc đó có Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời, rộng độ chúng sanh. Nói chung, nếu chúng ta muốn thành tựu thập thiện nghiệp một cách trọn vẹn, tốt đẹp, cần ghi nhớ 10 điều để thực hành. 1. Chẳng những không sát hại chúng sanh, mà còn phải ăn chay, thương yêu, tha thứ, phóng sanh. 2. Chẳng những không trộm cướp tài vật của người ta, mà còn phải làm việc bố thí. 3. Chẳng những không tà dâm, mà còn phải biết tôn trọng nhân phẩm, tiết hạnh của người khác. 4. Chẳng những không nói láo xược, dối trá, mà còn phải nói lời chân chánh, ngay thật. 5. Chẳng những không nói lời đâm thọc, làm cho người ta hận thù chia lìa nhau, mà phải nói làm sao cho người ta hòa hợp, thương yêu, đoàn kết với nhau. 6. Không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. 7. Không được nói lời thêu dệt, cao chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa, hữu ích cho mọi người và mọi loài. 8. Không được tham lam, xảo quyệt, mà phải tu hành thiểu dục, tri túc, vì vạn vật đều giả dối vô thường. 9. Không được giận hờn, oán hận ai hết, mà phải luôn luôn có lòng từ bi, hỷ xả, nhẫn nại đối với tất cả chúng sanh. 10. Không để tâm u mê, tà kiến, mà phải có tâm chánh kiến, sáng suốt, sống hợp lẽ đạo chân chánh. Hơn nữa, 10 giới này có tính căn bản và hợp lý, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị. Vì mình biết quý trọng mạng sống thì phải tôn trọng sinh mạng mọi loài. Mình biết quý mến tài sản thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Mình không muốn ai lừa đảo thì phải tôn trọng sự thật. Mình không muốn ai đâm thọc thì chớ nói lời ly gián người. Chúng ta chẳng ưa ai chửi mắng thì chớ nói lời thô ác xúc phạm người. Chúng ta không thích ai thêu dệt thì không nên nói thêm bớt chuyện người. Chúng ta không thích ai lôi kéo mình vào vòng tham dục thì chớ có xúi người chạy theo dục vọng thấp hèn. Chúng ta không muốn ai sân si với mình thì đừng có sừng sộ phẫn nộ với người. Chúng ta không muốn ai mê hoặc mình thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tà dại. Trong kinh Trường A Hàm, Phật dạy các cư sĩ: phàm người giữ giới thì có 5 công đức. 1. Cầu bất cứ điều chi đều được dư ý. 2. Tài sản phát đạt không sa sút. 3. Đi đến đâu đều được mọi người kính mến. 4. Tiếng tốt đồn khắp nhân gian. 5. Sau khi qua đời được sanh về cõi trời. Này các cư sĩ, trái lại, nếu người nào không giữ giới thì có 5 điều suy hao. 1. Cầu tài lợi không toại nguyện. 2. Dù có được tài lợi nhưng mỗi ngày một hao mòn. 3. Đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ. 4. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 5. Sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Kinh Bồ Tát Chánh Pháp, Phật bảo Xá Lợi Phất
Ông nên biết Bồ Tát trong khi tu hành phải luôn luôn nghĩ đến điều thiện. Nếu không nghĩ đến điều thiện thì ngay lúc ấy những điều ác sẽ dấy lên. Thà chịu mất thân mạng chứ không phạm giới sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Thường thực hành các hạnh trong sạch thiện lành. Chúng ta có thể mất tiền bạc, của cải, vật chất, thân mạng, nhưng đừng để mất giới đức, vì mất giới đức là mất tất cả nhân lành, thì thật là nguy hại ở trong hiện tại và vị lai. Kệ giới. Cột tâm lấy giới làm dây, lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng. Rõ tâm lấy huệ xoay đàn, tâm không cảnh tình niết bàn an vui. Kinh Trung A Hàm Phật dạy: Này A Nan, nhân giữ giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà được hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà tâm được định. Này A Nan, đại văn thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như thật, nhân tri kiến như thật mà được nhàm chán, nhân nhàm chán mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, hạnh lành đã thành tựu, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Trì giới hết khổ lo, phước ba cõi tôn quý, quỷ thần và ác độc không hại người giới trì. Giữ giới phước an vui, phạm giới tâm lo sợ, dứt được lậu ba cõi, người này gần niết bàn. Kinh Pháp Cú. Ở đời người ta thường nói: ông đó ăn ở có đức, bà kia ăn ở không có đức. Muốn biết người đó có đức hay không, chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào, và xem họ có tu thập thiện hay không thì biết ngay. Trong Khế Kinh Phật dạy: người nào có giữ giới mới sanh ra các công đức, còn người nào không giữ giới thì các cội công đức dứt mất. Lời Phật dạy quả thật là đúng. Người mà suốt đời không biết tu là gì, tối ngày cứ mãi gây tạo thập ác, não hại chúng sanh, thì thử hỏi hạng người như thế có đức hay không? Chắc chắn là không có đức, tương lai phải lãnh lấy ác báo. Còn người nào biết quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thập thiện, biết lấy tâm từ bi hỷ xả đối xử với tất cả chúng sanh, chứng tỏ người đó có công đức lớn, tương lai sẽ hưởng được thiện báo. Đức Lục Tổ dạy: trong khiêm hạ là công, ngoài lễ kính là đức. Nghĩa là người nào biết kính trên nhường dưới, lễ bái Phật trời, đó là người có công đức, trái lại là mất đức. Lục Tổ lại nói tiếp: bình là công, đẳng là đức. Nghĩa là quý Phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, đó là người có công đức, trái lại là người thất đức. Trong cuộc sống, có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất đức. Điển hình như thấy ai giàu sang thì nịnh bợ, nghèo khó thì khinh khi, ai vừa ý mình thì thương mến, giúp đỡ, trái ý thì oán ghét, ép chế triệt hạ. Đó là nhân của thất đức. Cha mẹ thấy đứa con nào dễ thương thì nuông chiều, muốn chi cũng được, còn đứa con nào không thương thì khó khăn chửi rủa, làm con thì ngỗ nghịch bất hiếu. Anh chị em trong gia đình không biết đoàn kết thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, tranh giành hơn thua từ chút, làm cho gia đình xào xáo, cha mẹ buồn rầu, đó là nhân mất đức.
con rể giàu sang, khi về quê vợ thì anh chị em dòng họ bên vợ ra tiếp đón nồng hậu. Ngược lại, gặp chàng rể nghèo khó thì khinh khi, không ai ngó ngàng tới. Làm con rể khi thấy bên vợ làm ăn khá giả thì lòn cúi để nhờ giả. Nếu cha mẹ vợ nghèo khó, có hữu sự thì lánh mặt. Hoặc khi uống rượu vô thì chửi rủa những người thân bên vợ. Con dâu xuất thân nhà giàu sang, có nhiều của hồi môn, thì cha mẹ anh chị em bên chồng kính trọng, có lỗi lầm gì cũng bỏ qua. Nếu là con dâu nghèo thì khi dễ, hành hạ đủ điều. Làm dâu là ý mình có sắc có tài, khi mẹ chồng nói một câu thì trả lời 5-7 câu, xem thường gia đình bên chồng, lại còn đem những chuyện không tốt của những người thân bên chồng rêu rao bên ngoài và thêu dệt, đâm thọc, làm cho những thành viên trong gia đình hiềm hận lẫn nhau. Đó là nhân tổn đức. Vợ chồng chung sống không biết lấy nhân nghĩa đạo đức đối xử với nhau. Khi chồng làm ra tiền thì vui vẻ, anh em ngọt ngào. Khi chồng không làm ra tiền thì buồn phiền chê trách, không quán xuyến công việc nhà, lại còn bài bạc. Người thân bên chồng đến thì sợ ăn hết của, bên mình tới thì vui vẻ giúp đỡ. Làm chồng thì thô lỗ, độc tài, tiền phát gạo đông, bên mình muốn gì cũng được, bên vợ thì chẳng màng tới, lại còn cờ bạc, cá độ, hút chích, ăn nhậu phung phí, bùa bịch lăng nhăng. Người vợ thấy thế khuyên lơn không nghe, còn chửi mắng đánh đập. Đó là nhân tổn phước, mất đức. Làm thầy không công bình chánh trực, trò nào lo cho mình thì hết lòng yêu thương, tạo điều kiện nâng đỡ. Ghét thì khó khăn, chửi mắng đánh đập, dạy cho lấy lệ. Làm trò thì không biết kính trọng thầy, lười biếng ham chơi không lo học hành. Thầy răn dạy không nghe, còn cãi lại, phản thầy lừa bạn. Đó là hạng người vô lương tâm, thiếu đạo đức. Bạn bè lúc giàu sang thì thân thích nhờ giả, khi nghèo khổ, hoạn nạn thì lẩn tránh. Sống không có tình nghĩa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi. Đó là hạng người vong ân bất đức. Làm chủ ý mình giàu sang, ăn xài phung phí, hành hạ tôi tớ, bắt họ phục vụ một cách quá đáng. Như mặc đồ chưa dơ, bảo người giúp việc phải giặt, ngồi ăn ở tầng dưới không chịu, đày đọa sai người ta bưng lên lầu 3, lầu 4 mới chịu ăn. Những chuyện không đáng cũng sai khiến đủ điều, lại hay chê trách, chửi rủa ôm xồm. Còn làm tớ thì tham lam, lười biếng, không làm tròn bổn phận, đợi tới tháng lãnh lương. Chủ chỉ dạy thì không biết sửa sai, còn tìm cách hại lại. Đó là những kẻ bất nhân, thất đức. Làm vua thì đam mê tửu sắc, thưởng phạt bất minh, sưu cao thuế nặng, hà khắc dân chúng. Làm quan thì thượng đội hạ đạp, lạm dụng của công, đàn áp dân lành, làm chuyện gian ác, vô trung bất chánh. Đó là kẻ ác nhân, ác đức. Mua gian bán lận, giành giật khách hàng, trăm mưu ngàn kế hãm hại đối phương, chẳng chút tự tâm, miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của, không nghĩ đến quyền lợi đời sống của người khác. Trong việc làm ăn mua bán, dành hết quyền lợi về mình, làm cho gia đình người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là những kẻ quá tham lam hiểm độc, thất đức. Đồng nghiệp thấy người khác hơn mình thì ganh ghét đố kỵ, bêu xấu. Thua thì khinh khi, những điều hay lẽ phải thì che giấu, sợ người ta hơn mình. Phô bày chỉ dạy những điều sai lầm để cho họ thất bại, rồi chê cười. Đó là kẻ mất hết nhân tính, tổn giảm phước đức. Trong tình cảm nam nữ, lợi dụng lòng yêu thương của bạn, đòi hỏi đủ thứ, lừa dối phụ bạc, mới chuộng cũ dâm, đó là kẻ bạc ác thất đức. Nói chung, những chuyện gì làm khổ người hại vật
gây tạo thập ác, tức là kẻ ác nhân thất đức. Còn người nào biết tu thập thiện, chứng tỏ là người nhân từ đạo đức. Người không có đức trong tâm trí của họ lúc nào cũng nghĩ đến danh lợi tình tiền, chẳng màng đến nhân nghĩa công bình bác ái lẽ phải là gì. Lúc nào cũng giành quyền lợi và phần phải tốt đẹp về mình, không cần nghĩ đến ai. Hạng người như thế là tự mình gây tạo ác nghiệp, tức phải lãnh lấy ác báo. Nhân quả nghiệp báo lưới trời lòng lòng, nhưng báo ứng rất mau. Trong kinh Địa Tạng dạy: nếu gặp kẻ sát hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy đời đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ buông luôn sang bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn, thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được. Nếu gặp kẻ phung phí, phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ lạm phá của chùa, thời Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời Ngài dạy rõ quả báo làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời Ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng ni, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao, thời Ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gỗ, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời Ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ mê tín, thời Ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng cây cỏ, thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời Ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời Ngài dạy rõ quả báo phát sanh trở lại hiện đời bị roi giọt. Những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Trong Khế Kinh Phật dạy rằng: làm người siêng tu là do cái nhân đời trước không biến nhát mà ra. Làm người sống lâu là do cái nhân đời trước không sát sanh mà ra. Làm người sạch sẽ không bệnh là do cái nhân đời trước từ tâm mà ra. Làm người giàu sang quốc vương trưởng giả là do cái nhân đời trước lễ bái phụng sự tam bảo mà ra. Làm người giàu có là do cái nhân đời trước bố thí mà ra. Làm người có âm thanh trong trẻo là do cái nhân đời trước ca dịnh tán thán tam bảo mà ra. Làm người được người thấy mình liền sanh tâm hoan hỷ là do cái nhân đời trước mình thấy người cũng sanh tâm hoan hỷ mà ra. Làm người đoan chánh là do cái nhân đời trước nhẫn nhục mà ra. Làm người thân hình thấp lùn nhỏ bé là do cái nhân đời trước khinh khi người mà ra. Làm người thân hình lở loét ghẻ dữ
là do cái nhân đời trước đánh đập chúng sanh mà ra. Làm người bị bắt giam cầm là do cái nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong lòng, trong chậu mà ra. Làm người không có ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo, là do cái nhân đời trước tánh hay đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lời danh của người khác mà ra. Làm người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người theo, là do cái nhân đời trước không có tánh đố kỵ, ham muốn danh lợi của người khác mà ra. Làm người đi tiện thấp hèn là do cái nhân đời trước tánh ưa kiêu hãnh, ngạo mạn, vô lễ, không biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người sang trọng quyền quý là do cái nhân đời trước biết phục thiện, không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người thông minh có trí huệ sáng suốt, hiểu rộng thấy xa là do cái nhân đời trước cố công tìm đến người có tài đức để học những điều chánh đáng mà ra. Làm người vô tri không hiểu biết gì hết là do cái nhân đời trước lười biếng, không chịu gần người tài đức để học hỏi những điều hay lẽ phải mà ra. Làm người ngu xuẩn đần độn là do cái nhân đời trước không dạy bảo người mà ra. Làm người mê muội mất vốn trí huệ, loạn vọng điên cuồng là do cái nhân đời trước ham uống rượu mà ra. Làm người nghe thuyết pháp mà nói chuyện, làm loạn động tâm người khác, sau khi chết sẽ đọa trong loài chó trập tai. Làm người hay dọa nạt, làm cho người khác khiếp sợ, kiếp sau sanh trong loài hươu nai. Làm người giàu sang có quyền thế, đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết thưa kiện ai. Những người như thế chết đọa địa ngục cả ngàn vạn năm. Từ địa ngục ra lại đọa làm thân trâu bò, bị roi gậy đánh đập để đền nợ oan trái ngày xưa. Làm người bị chết cháy là do cái nhân đời trước lấy lửa thiêu đốt chúng sinh mà ra. Làm người bị chết đuối là do cái nhân đời trước hại chúng sanh chết nước mà ra. Con người sinh ra trong thế gian bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn, chết sớm, biết bao thống khổ không thể kể hết. Như thế là do ba nghiệp gây ra, nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau trong ba đường dữ. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy: làm nghề lột da, rách lạnh đơn phun; làm nghề cắt họng, tự sát hủy mình; vào rừng săn bắn, tai họa thình lình; hành hung làm dữ, tai họa không chừng. Thấy của gian tham, quả báo bần cùng; cố ý ăn lường, chịu điều thua thiệt; gạt người lấy của, chuyển kiếp bồi thường; nhờ người gạt người, chịu đời thất thế; gian công lường của, chịu đời lầm lạc; khoe tốt lừa người, mắc mưu mất của; tranh danh đoạt lợi, người lìa của tan; tranh điền đoạt thổ, con cháu phá tan; giữ của lòng tham, chuyển kiếp làm chó; chứa kẻ gian tham, ngục hình đầy đọa; dùng sức loài vật, chuyển kiếp lao xuyển. Thấy sắc cú dâm, vợ con phản loạn; thọ thai chồng bỏ, con nghịch với cha; tiền dâm hậu thú, sanh con bất hiếu; thọ thai làm ác, liên lụy đến con; quen người đoạt vợ, oan gia nghiệp chướng; dâm dục quá độ, thận kém sanh lao; ăn vật nóng quá, thận suy khô kém; khinh thánh thị thần, cầu nguyện vô linh; khi thị thân tộc, bà con xa cách; hỗn ẩu anh em, cô độc một mình; đặt chuyện thình lình, ngọng liệu liếu lo; phân dân ngạo biếm, bằng hữu khinh thường; khinh bỉ nhân tình, vô gian bạc phận; chê thị quê hương, đổi dời nhiều xứ; thấy hư chê cười, khó nổi lập thân; chê người trách lành, chuyển kiếp cơ hàng; đặng thời chê thất thế, suy sụp nan cầu;
được sang chê hèn, đáo đầu bần tiện, chê người cực khổ, chuyển phú hóa bần, được giàu phụ khó, giữ của không bền, kiêu cách khi người, chịu kiếp vô duyên, được mạnh chê yếu, chịu đời suy nhược, tánh hay kiêu căng, tạo lập không thành, thì chúng hiếp cô, hòa sanh nan giải, la ré nạt nộ, hao hơi phổi yếu, vũ ngực xương hô, phổi động sanh ung. Quỷ hoại lúa gạo, thiếu ăn thiếu mặc, quỷ hoại tiền của, gia cảnh bần hàn, ăn uống phung phí, bần cùng đói rách, xài không giữ gìn, thiếu trước hụt sau. Tánh hay ghét người, con cháu vô duyên, sinh con không dạy, hoạn họa trùng lai, thọ ơn báo oán, con cháu thất thời, bội ơn bạc nghĩa, sinh con ngỗ nghịch, nghề hay không dạy, con cháu bất tài, chẳng nghe lời lành, con cháu ngu si, giả oai hiếp người, con cháu khiếp nhược. Bội nghịch cha mẹ, hậu kiếp mồ côi, bội nghịch luân lý, họa sanh nan cứu, bỏ mồ mã hoang, ba đời lưu lạc, đốt nhà phá mã, quan đàn lưu xứ, mưu sâu kế độc, câm khùng đền tội, dùng tà ma hại người, đau oan trái bình, dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí, mắng gió chửi mưa, ngây cuồng đền tội, được khôn chê khờ, lãng tâm mất trí, truyền khôn bất chánh, trả quả loạn tâm. Em côi anh bỏ, giảng cảnh thất thời, phá cầu đào lộ, quan gia nghiệp chướng, rào đường lấp ngõ, lo việc không thành, bỏ người hoạn nạn, cầu phước vô linh, nghe rên không trợ, cầu phước không thành, thờ Phật lấy danh, phi tai lai giảng, biết mà không nói, chịu đời lầm lạc, chỉ đường lạc nẻo, nhãn mục vô quan, thuốc hay không cứu, có bệnh oan gia, lương y giả trị, quả báo ba đời. Bình người đặng thế, chuyện kiếp thất thế, thấy đánh không can, lâm nạn cô thế, trước thân sao phản, vô duyên bất tín, tự gian làm loạn, tai họa thình lình, gần người hung dữ, lây họa liên can, tánh giận quá độ, hư gan sanh bệnh, ăn vật phong độc, tỳ vị sanh trùng. Ngày đêm phải biết bình tâm tình trí, suy xét để diệt trừ tham sân si. Nếu để tâm loạn vọng buông lung phóng dật, lâu ngày thành nghiệp, kiếp sau phải luân hồi đền tội. Trong nghệ thuật sống cũng nói, nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin. Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng. Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặp hòa thuận. Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải. Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật. Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác. Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép màu. Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực. Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn. Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt. Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt thất bại. Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập. Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại. Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù. Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo. Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai. Vì thế chúng ta phải ham làm điều thiện, tránh xa điều ác. Khi rảnh rỗi nên suy xét, kiểm điểm lại những việc làm thường ngày của mình. Lúc nào cũng theo con đường ngay thẳng,
thì tự nhiên trời đất sẽ không phụ lòng tốt của mình. Nhà mà chứa điều thiện sẽ có phước dư thừa, nhà mà chứa điều ác sẽ có tai họa dư thừa. Cổ đức. Muốn có cuộc sống hạnh phúc yên vui ở trong hiện tại và vị lai, chúng ta phải tu thập thiện, trau dồi thân, khẩu, ý cho được thuần thiện, thanh tịnh. Giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ khẩu thanh tịnh, hạnh phúc biết bao. Giữ ý thanh tịnh, hạnh phúc biết bao. Thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi, gần cành hoa sen. Ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp, thân bèn đặng an. Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang, thác rồi nhập thánh là đàn xưa nay. Bị mắng chửi lòng chẳng phai, với người tham lẫn giận gai chẳng sờn. Giữ mình trong sạch là hương, dầu ai gây dữ, oán hờn mặc ai. Pháp tịnh tâm. C. Kết luận. Khi hành giả tự mình không làm 10 điều ác, không dạy người làm 10 điều ác và không khen ngợi người làm 10 điều ác, thực hành hoàn hảo thập thiện nghiệp, thời, thân, khẩu, ý được thanh tịnh, lòng từ bi, hỷ xả, thương người mến vật, mỗi ngày thêm tăng trưởng, hiện tại đời sống cá nhân, gia đình được cải thiện tươi sáng, tốt đẹp, xã hội trở nên thuần lương, thiện mỹ, đời đời thiện căn chẳng mất, thường gặp tam bảo tu hành, nên không bị đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thường sanh nhân, thiên, hưởng nhiều phước lạc, được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí huệ. Nếu người nào không cầu phước báo trong cõi nhân thiên, nguyện đem công đức tu thập thiện này hồi hướng về tịnh độ, thời khi lâm chung được Phật Di Đà và chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh cực lạc quốc. Trong giới bổn nói, người giữ giới khi mạng chung thân tâm an nhiên, thị tịch vào cảnh tốt lành. Còn người không giữ giới khi chết thần thức hôn mê, hoảng sợ, sa đọa vào ác đạo. Vào thời Đức Phật, một hôm Ngài cùng Tôn giả A Nan và chư đệ tử đi ngang qua cánh đồng, thấy người ta đang lùa đàn bò. Nhân đây Phật hỏi: Này A Nan, ông có biết người ta lùa đàn bò đi đâu không? Bạch Đức Thế Tôn: Con không biết. Này A Nan, người ta lùa đàn bò đến lò mổ để làm thịt mà nó không hay biết. Chúng cứ lo chạy nhảy, hút đẩy, kêu rống vui giỡn. Cũng vậy, chúng sanh vì đam mê ngũ dục, phá giới phạm trai, gây tạo nhiều ác nghiệp. Nhưng họ lại quên rằng, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bước dần vào cõi chết mà không chịu lo tu hành. Giống như đàn bò đi gần đến chỗ chết mà vẫn không hay biết. Thật đáng thương thay. Nhân đó Phật nói kệ: Dĩ như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, và chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Kinh Pháp Cú thí dụ. Vì thế chúng ta hãy cố gắng giữ giới ăn chay cho trọn vẹn. Được như vậy mới đáng gọi là người có trí huệ, biết làm theo lẽ phải. Tôi ước mong quý Phật tử sau khi nghe qua quyển thập thiện này, thấy được sự lợi ích của lời Phật dạy, tinh tấn áp dụng trong đời sống hàng ngày để tạo hạnh phúc cho mình và chúng sanh ở hiện tại và tương lai. Vì thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Hôm nay chúng ta có duyên lành gặp được tam bảo mà không lo tu để tiến hóa lên con đường giải thoát. Nếu cứ mãi chần chờ đến khi mất thân rồi, muôn kiếp khó trở lại được. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành, làm lành lánh dữ, không làm các điều ác, chăm làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Kinh Pháp Cú. Nam Mô
A-di-đà Phật. Khuyên đừng giết thú. Muôn loài nào khác chi ta, cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn. Có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm. Bảy câu trước độc mưu ngầm, làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. Lạc bầy dớn dác xôn xao, lại e cái nạn thớt giao hầu gần. Mình có thân, nó cũng có thân, nuôi mình giết nó, trái cân công bằng. Lâm bình cảnh ấy khổ chăng, giả như có kẻ bắt phăng chúng mình. Mẹ cha cô bác thảm tình, xót xa đã lắm, bất bình biết bao. Ruột rà ai cắt chẳng đau, tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng. Nếu ta suy nghĩ kỹ càng, tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân. Làm người ta có lòng nhân, hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra. Người cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em. Khôn hơn ta phải xét xem, trông nom giúp đỡ đàn em giải khờ. Khi lâm nạn chúng bơ vơ, mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn. Thấy ai giết thác sanh linh, lấy lời khuyên giải dụng tình cản ngăn. Thú kia nó cũng là thân, cũng xương cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng. Tánh linh người vật cũng đồng, xuống tay bao nở, cầm lòng sao đan. Thân ta thì muốn cho an, mà thân kẻ khác lại toan xéo dày. Lòng ta muốn tránh nạn tai, sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn. Nếu ta biết lẽ công bằng, biết câu phước tội, biết canh luân hồi, chớ nên giết nó đành rồi, cũng đừng hành thà tỏ lời dễ khinh. Chớ cho chúng khổ vì mình, mở lòng thương xót tấm hình hài kia. Đừng làm chúng nó chia lìa, con này xa mẹ, vợ kia cách chồng. Đừng bày cách cổ nhổ lông, việc làm cũng phải dự phòng về sau. Vậy oan ai lại buộc vào, kiếp này gây nợ, kiếp nào trả xong. Muốn cho mình được thông dong, đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi. Chứ vì một chút sơn si, mà báo oan trái kéo trì cuốn lôi. Muốn ra khỏi biển luân hồi, quả kia phải hái, cho rồi đừng gieo. Dừng chân là bóng chẳng theo, nhưng tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình. Ai ơi nên khá giữ gìn. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời khuyến khích: chính Đức Phật đã chỉ dạy, trong các sự bố thí, chỉ có pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng khi quý Phật tử nghe xong đĩa thập thiện nghiệp này, rồi sang ra cho mọi người nghe, để cho họ hiểu thêm về giáo lý nhân quả, lành dữ, tội phước. Đây cũng là phương pháp bỏ ác, diệt khổ, hành thiện, tạo phước đức cho mình và chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai. Việc làm đó giống như một ngọn đèn mồi qua trăm ngàn ngọn đèn khác đều được sáng, thì công đức đó quả thật vô lượng vô biên. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
muốn hóa giải oan trái hận thù. Phật dạy phải thường khởi lòng từ tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằng nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa, xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả. Kẻ thù càng muốn ta hư, thắng thù ta cố, nên người đức cao. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Ta đã được an tịnh, không có oán và hờn. Giữa những người oán hờn, ta sống không oán hờn. Kinh Pháp Cú. Bởi không nghe lời Phật dạy, nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói, trì trai khổ hạnh không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chớ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa, và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp, giữ gìn giới luật của bậc thánh. Như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới niết bàn. Kệ rằng, người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn, chớ giữ, ích chi. Phận tu trì, tai gác mặt lì, chịu cay đắng, tu hành mới giỏi. Hay là, người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao. Mấy lời phân tỏ âm hao, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thuở Phật còn tại thế, Ngài khuyên La Hầu La, muốn thành tựu hạnh nhẫn phải quán thân mình như đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và cạc nhổ đàm nhớ xuống đất, thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét, tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hành của nước. Dù người ta có giặt những thứ thơm to hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Con lại nên học hành của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục, giận hờn. Con lại nên học hành của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường, vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh toát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt. Không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác
La Hầu La, từ bi, hỷ và xả là bốn tâm rộng lớn, không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục, sân nhuế. Ví có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh, trong khi đó phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng, chứ thốt ra lời ác. Con phải khéo quán sát tu tập, như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn dục là phương pháp diệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung. Nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm, vua Ca Lợi cùng với phu nhân, thể nữ, quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy, không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe thuyết pháp. Sàng Đề tiên nhân nói: muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vị tha, bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua Ca Lợi đến nơi, nhìn thấy ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dân trào, liền xuống ngựa bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân chửi mắng, quyển nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế? Tôi ngồi ở đây tu hành nhẫn dục. Hạnh nhẫn dục là thế nào? Hạnh nhẫn là khởi tâm đại bi, khiêm nhường, ôn hòa với tất cả mọi người, từ bỏ những hành vi kiêu căng, tự đắc, thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh. Vua Ca Lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát: thôi, hãy im đi! Nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng vang gió thổi ngoài tai. Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca Lợi Vương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo: đây là lời nói dối trá, vô lễ! Rồi mạnh tay vung gươm, cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi, ướt đẫm cả hai má, nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thế thế, Ca Lợi Vung gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân, rồi nói: thử coi ngươi còn nhẫn nổi không? Máu chảy ướt cả chỗ ngồi, nhưng không một lời oán trách, rên than. Vua lặng thinh suy nghĩ, người này không phải tầm thường, nên gượng cất tiếng hỏi: hỡi tiên nhân, tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào? Này đại vương, nếu tôi có lỗi bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ và
và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thân này là vô thường, do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc? Hay lắm! Nghĩ được như thế hết sức là cao thượng. Nhưng làm sao cho ta tin rằng ngươi thật tình không oán hận? Không cần nói, đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự áp bức bất minh, thiếu nhận xét của ngài, và chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tỉnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo chánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thật tôi có thực hành hành nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, bèn quỳ xuống bên tiên nhân cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương, không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật. Không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Còn chúng ta, hễ nghe ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên, nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng, không phân biệt được phải trái, nên lắm lúc can thường luân lý bị đảo ngược. Như con dám hại cha chửi mẹ, vợ thù chồng, em giết anh, tớ phản chủ, đồng loại xô xát lẫn nhau, gây bao thảm cảnh. Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não, trôi lăn trong dòng sanh tử trả dai, khổ đau bất tận. Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân, phân bua, lý luận, dành phần phải về phía mình. Người khác nói có mấy câu, ta liền cướp lời, kể lể, rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tam bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Bụng dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Vì vậy, ta hãy ý thức điều đó để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay. Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư cố chấp, bất cần quan điểm kẻ khác là muốn diệt phi lý. Họ sai, ta có quyền sửa, nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ. Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng. Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài thì đừng bao giờ sân si, hành động độc tài, mà luôn luôn phải tôn trọng mọi người. Nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ, hành động độc tài, ích kỷ như một bạo chúa, thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình. Chúng ta nên biết rằng không thành công lớn nào trên đời mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người. Người thành công là biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác, khéo gieo giống sáng kiến của ta vào sáng kiến của người hợp tác để tìm ra tiếng nói chung. Trong luật nhà Phật gọi đó là ý kiến riêng chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế, việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai thì đừng biến họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, hãy nhìn mọi việc bằng cặp mắt khách quan và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác. Xử sự như vậy
ta sẽ bớt đi nỗi lo âu, bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ. Từ vua chúa quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái. Thậm chí cho đến những bậc tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện vẫn bị nó quấy nhiễu. Nghĩa là ai nói xúc phạm hoặc có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ thì sân si sừng sộ, phẫn nộ, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, quạo cọ la hét, chửi mắng, đánh đập đối phương. Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng, vung tay lên nói chuyện với họ, thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thoái hóa, đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thượng căn đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Những vị ấy biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả. Trong giao tế hàng ngày, ai không mềm mỏng thì trăm việc bất thành đến gần trăm. Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng. Kệ khuyên: mở tình yêu khắp nhân loại, giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tức bị người hờn, ghét người, người ghét không hơn chi người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hít ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Thanh sĩ: muốn cho thân tâm thanh tịnh mau thành Phật quả, kinh Pháp Hoa dạy: lấy từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm y phục, lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi. Từ bi là nước cam lồ tươi mát, tưới tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục như áo giáp ngăn ngừa tên độc. Pháp không là ánh sáng trí huệ, phá tan bóng tối vô minh chấp trước. Ai thực hành được ba phương pháp trên để diệt trừ tham sân si, tức là đã vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai vậy. Chúng ta hãy cố gắng tu tập hạnh nhẫn như Tôn giả Phú Lâu Na. Một hôm, Ngài xin Phật đến xứ Vũ Lâu Na truyền đạo. Phật hỏi: này Phú Lâu Na, dân chúng xứ ấy rất hung ác, còn đến đó dạy họ không nghe, còn dùng lời ác mắng chửi. Khi đó con nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là người tốt vì chưa lấy cây, đá đánh và ném con. Nếu họ dùng cây và đá đánh ném con thì sao? Con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân vì chưa đánh ném con đến chết. Nếu họ đánh đập, đâm chém con chết thì sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là ân nhân giải thoát dùng cái thân bất tịnh khổ đau này. Phật khen: hay lắm, con nhận được như thế mới qua xứ đó truyền đạo được. Tôn giả Phú Lâu Na qua xứ Vũ Lâu Na giáo hóa. Không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy y Phật, Pháp, Tăng. Nên có câu: con muốn tu thì việc chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn mãi dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm trí nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa
thầy đây ra chịu thế. Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cướp với tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chứ không nên đáp lại. Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang hay đâm thọc dối lừa. Chửi mắng người bốn nghiệp miệng khá chừa, gây nghiệp dữ đời sau câm con nhé. Hòa thượng Giác Nhiên. Phật Thích Ca dạy: lấy từ bi thay báo oán. Đức Lục Tổ dạy: nhẫn là công, nhục là đức. Lão Tượng nói: nhu thắng cương. Hòa thượng Giác Huệ nói: con hãy thương những kẻ chẳng thương con, con chớ ghét những người con đáng ghét. Lời Phật dạy không lầm đâu, ôn tồn dịu ngọt sẽ thắng tất cả. Nhẫn nhục là phương pháp thần diệu đem lại sự an lạc cho bản thân, gia đình hòa hợp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Không nhẫn, thân bại danh liệt, gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, ban rải khắp muôn loài vạn vật, sự nghiệp dâng cao, người người quý mến, đạo quả viên thành. Vậy mà có nhiều người không hiểu, họ nói: gặp Phật thì tu, gặp ma phải trừ. Câu nói đó không đúng giáo lý nhà Phật. Phải nói là: gặp Phật thì tu, gặp ma càng tu nhiều hơn. Quý Phật tử cũng thấy, khi Phật sắp thành đạo, ma dương dùng mọi cách quấy phá, nhưng Ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thậm chí cho đến Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp đem ác tâm hãm hại, nhưng Phật không hề oán trách, mà Ngài còn nói: nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành chánh quả. Công đức nhẫn nhục lợi ích to lớn như thế, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không thực hành? Nhất là những ai đã nhiều lần bị lửa sân tàn phá tâm can, gia đình, sự nghiệp của mình, hãy mau mau tu tập pháp môn nhẫn này để khỏi phải ăn năn hối hận vì nó nữa. Người tu lại càng phải nhẫn hơn, vì người tu mà còn giận hờn, sắc mặt đỏ gai, giọng nói quát tháo, người chung quanh nhìn thấy kinh lờn, cho dù vị đó có lão thông tam tạng, kinh điển, cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa. Thế nên cổ đức dạy rằng: ác thứ chín, lửa sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà ngăn ngừa trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dễ tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực, hơn tự đắc khoe khoang vọng sức. Phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kỹ gì nhân đạo, giống như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Trong cuộc sống, chuyện buồn vui, thương ghét, giận hờn xảy ra không biết bao nhiêu lần, cũng vì vô minh lầm chấp cho ta là thật, các pháp là thật, từ đó phát sinh ra phiền não khổ đau. Trong lịch sử của nhân loại, có những trang sử đẫm máu,
như vào thế kỷ 20, trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, có vô số người gục ngã trên chiến trường và những nạn diệt chủng dã man thảm khốc. Đã có hàng triệu người đã nằm xuống vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Trên thế giới có đầy dẫy những điều nghi kỵ thù hằn. Chính vì thế mới xảy ra những cuộc chiến tàn khốc, tang thương khổ đau. Tất cả đều bắt nguồn từ sân hận. Kệ tụng: chúng sanh luống chịu trăm ngàn khổ, các bệnh luôn luôn đến não hại. Giặc chết rình rập thường muốn giết, tại sao không tu lo não hại? Chê bai mưu hại không nhân từ, hại người chưa được tự mang họa. Ta nay là người cầu học đạo mà sanh nóng giận não hại người. Phải biết ác này tội rất nặng, tật đố tự phá cội công đức. Tâm từ tùy hỷ sanh phước lành, muốn thoát bể khổ phải tu hành. Bao nhiêu công đức trang nghiêm thân, nếu không trì giới thiền đa văn, thân tâm khổ ách không cùng tận. Trên đường đời để chung gai gặp gần, chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng. Muốn cho những đụng chạm bớt đi, các võ sư Nhật dạy các môn đệ phải mềm mại như cây liễu, đừng cứng như cây tùng. Nếu chúng ta không chịu mềm mại như cây liễu mà cứ nhất định cứng như cây tùng, như thế là ta đã gây ra những xung đột bất tận trong tâm, làm cho ta lo lắng, khổ sở, cáu kỉnh, rồi sinh ra bệnh thần kinh, dị ung. Chẳng khác nào cây tùng cứng cỏi phải gãy đổ trước trận cuồng phong. Chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa, chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được, là nhờ vỏ xe mềm dẻo làm cho sự va chạm trên đường dịu đi. Cũng vậy, chúng ta sống trên cõi đời đầy chông gai, thử thách, muốn vượt qua mọi trở ngại phải mềm mại, nhẫn nại, làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây: từ bào thai ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt, dĩ như sáng tối không chung chỗ. Nếu giữ tình giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình. Tất cả chúng sanh là quyến thuộc, tại sao gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chưa đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ, đời nay được vui sao cũng thế, được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người. Vì thế chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, từ con người cho đến con muỗi, mồng, kiến, ong, gió, mưa, nóng lạnh, đói khát, bệnh chết, hoan hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh, không hề than vãn oán trách. Được như vậy mới mong thành công đắc đạo. Như Tích Đại Đức Lomasa Nagatora hành đạo trên núi Gitijapappata, khi ấy nhằm mùa nắng trời nóng, nhưng ngài vẫn ngồi tham thiền vì nghĩ rằng: nhiều kiếp ta đã đọa địa ngục, bị lửa thiêu đốt nóng gấp muôn lần sự nóng này. Nhờ thấy được điều đó nên ngài kiên nhẫn thiền quán chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Lại có đại đức khác đi khất thực 3 ngày liên tiếp, chẳng có ai cúng món gì. Trong cơn đói khát, nhưng ngài không ngã lòng, vì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp, ta đã sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hơn thế này nữa. Nên ngài kham nhẫn, dùng minh sát tuệ,
quán sát lý vô thường, khổ não và vô ngã, liền đắc quả A-la-hớn. Tích trên ngụ ý khuyên chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối mà bỏ dở sự tu hành. Cảnh nắng mưa gió lạnh, hành hạ bức não thân, thân cam chịu không phiền, được gọi là thân nhẫn. Sự nhục mạ chua cay, hoặc mắng nhiếc tồi tệ, cam chịu không chửi lại, được gọi là khẩu nhẫn. Đối trước mọi nghịch cảnh, không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhẫn, thiện pháp. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật bảo đại chúng, nhẫn hơn hết trên đời. Nhẫn là đạo an vui, nhẫn thêm nhiều tiếng khen, nhẫn giàu sang được lâu, nhẫn được đầy đủ tướng tốt, nhẫn hay có oai lực, nhẫn hay thành nghề khéo, nhẫn nhiếp phục oán địch, nhẫn dẹp hết lo rầu, nhẫn được đông họ hàng, nhẫn thời được sống thọ, nhẫn là áo giáp thần, nhẫn là con thuyền to vượt bể khổ, nhẫn là liều thuốc hay cứu sống nhiều sinh mạng, nhẫn lửa không thể cháy, nhẫn dao không thể cắt, nhẫn không thể trúng độc, nhẫn nước không thể trôi, nhẫn được thiên thần gia hộ, nhẫn ngày đêm thường yên ổn, nhẫn thân luôn được bình an, nhẫn lãnh lấy phước báo tốt, nhẫn được đến đạo lành, nhẫn chẳng hại chúng sanh, nhẫn xa lìa thập ác, nhẫn thành tựu lục độ, nhẫn được ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Nhẫn nhục hạnh an ổn, khắc phục được hận thù, tiêu trừ các tai nạn, hưởng nhân quả tốt lành. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lòng từ được tăng trưởng, trí đức được nâng cao, đạo màu ngày tỏ rạng. Họ lấy nấm ăn và sống ở thế gian khá lâu. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó, người đoan chánh sanh tâm kiêu mạn, khinh khi người thô xấu. Ngược lại, người thô xấu sanh tâm ghen ghét người đoan chánh, tranh tụng thị phi lẫn nhau. Bấy giờ, nấm không sanh lại nữa, mà sanh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tinh khiết. Họ lấy gạo này ăn. Sau đó, con trai con gái thân thiết nhau, rồi phát sanh tình dục, nên thế gian bắt đầu có bào thai sanh ra từ sự bất tịnh. Thuở đó, con người ăn lúa gạo tự nhiên, hễ lấy đi bao nhiêu thì lúa lại sanh ra bấy nhiêu. Trong nhóm người đó có kẻ biến nhát, tranh nhau tích trữ lúa gạo, làm cho gạo trở nên hư xấu. Đồng thời, khi gặt rồi không sanh trở lại như trước. Vì thế, họ chia đất ra để gieo trồng, nên dần dần sanh ra trộm cắp của nhau, gây tạo nhiều điều xấu ác, phiền não bất tịnh. Đó là nguyên nhân đưa đến sanh, già, bệnh, chết, khổ báo đọa trong ba đường dữ. Chính vì con người tạo 10 điều ác, nên cõi đất sinh ra gai gốc, mũi mòng, rận rẹp, rắn rết, đầy dẫy sự ô uế. Bởi gây nhiều ác nghiệp, nên tuổi thọ giảm dần, mãi cho đến lúc loài người chỉ còn sống có 10 tuổi là chết. Khi đó, có nạn đau binh nổi lên, họ lần lượt giết hại lẫn nhau trong 7 ngày. Những người có trí tìm cách lánh vào rừng sâu ở trong hang hố. Qua 7 ngày họ đi ra, hễ gặp người nào còn sống sót là vui mừng khôn xiết. Rồi họ nghĩ rằng, chúng ta do chứa điều ác nên gặp phải tai nạn này, khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát. Vậy chúng ta nên tu thiện, từ bỏ sát sanh. Nhờ phước đó nên tuổi thọ tăng lên 20 tuổi. Khi sống 20 tuổi, con người lại nghĩ, chúng ta nhờ không sát sanh mà tuổi thọ tăng lên. Vậy nay nên tu thêm không trộm cướp,
không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không thêu dệt, không bỏng sẻn, không ganh ghét, không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ tăng mãi lên đến 80 tuổi. Cõi đất lúc này bằng phẳng, không có hầm hố, gai gốc, mũi mồng, rắn rết, độc trùng. Ngói cát, đá, sạn sỏi đều biến thành lưu ly. Dân cư đông đúc, ngũ cốc sung túc, giàu sang vui vẻ vô cùng. Lúc đó có Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời, rộng độ chúng sanh. Nói chung, nếu chúng ta muốn thành tựu thập thiện nghiệp một cách trọn vẹn, tốt đẹp, cần ghi nhớ 10 điều để thực hành. 1. Chẳng những không sát hại chúng sanh, mà còn phải ăn chay, thương yêu, tha thứ, phóng sanh. 2. Chẳng những không trộm cướp tài vật của người ta, mà còn phải làm việc bố thí. 3. Chẳng những không tà dâm, mà còn phải biết tôn trọng nhân phẩm, tiết hạnh của người khác. 4. Chẳng những không nói láo xược, dối trá, mà còn phải nói lời chân chánh, ngay thật. 5. Chẳng những không nói lời đâm thọc, làm cho người ta hận thù chia lìa nhau, mà phải nói làm sao cho người ta hòa hợp, thương yêu, đoàn kết với nhau. 6. Không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. 7. Không được nói lời thêu dệt, trau chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa, hữu ích cho mọi người và mọi loài. 8. Không được tham lam, xảo quyệt, mà phải tu hành thiểu dục, tri túc, vì vạn vật đều giả dối vô thường. 9. Không được giận hờn, oán hận ai hết, mà phải luôn luôn có lòng từ bi, hỷ xả, nhẫn nại đối với tất cả chúng sanh. 10. Không để tâm u mê, tà kiến, mà phải có tâm chánh kiến, sáng suốt, sống hợp lẽ đạo chân chánh. Hơn nữa, 10 giới này có tính căn bản và hợp lý, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị. Vì mình biết quý trọng mạng sống thì phải tôn trọng sinh mạng mọi loài. Mình biết quý mến tài sản thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Mình không muốn ai lừa đảo thì phải tôn trọng sự thật. Mình không muốn ai đâm thọc thì chớ nói lời ly gián người. Chúng ta chẳng ưa ai chửi mắng thì chớ nói lời thô ác xúc phạm người. Chúng ta không thích ai thêu dệt thì không nên nói thêm bớt chuyện người. Chúng ta không thích ai lôi kéo mình vào vòng tham dục thì chớ có xúi người chạy theo dục vọng thấp hèn. Chúng ta không muốn ai sân si với mình thì đừng có sừng sộ phẫn nộ với người. Chúng ta không muốn ai mê hoặc mình thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tà dại. Trong kinh Trường A Hàm, Phật dạy các cư sĩ: phàm người giữ giới thì có 5 công đức. 1. Cầu bất cứ điều chi đều được dư ý. 2. Tài sản phát đạt không sa sút. 3. Đi đến đâu đều được mọi người kính mến. 4. Tiếng tốt đồn khắp nhân gian. 5. Sau khi qua đời được sanh về cõi trời. Này các cư sĩ, trái lại, nếu người nào không giữ giới thì có 5 điều suy hao. 1. Cầu tài lợi không toại nguyện. 2. Dù có được tài lợi nhưng mỗi ngày một hao mòn. 3. Đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ. 4. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 5. Sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Kinh Bồ Tát Chánh Pháp, Phật bảo Xá Lợi Phất
Ông nên biết Bồ Tát trong khi tu hành phải luôn luôn nghĩ đến điều thiện. Nếu không nghĩ đến điều thiện thì ngay lúc ấy những điều ác sẽ dấy lên. Thà chịu mất thân mạng chứ không phạm giới sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Thường thực hành các hạnh trong sạch thiện lành. Chúng ta có thể mất tiền bạc, của cải, vật chất, thân mạng, nhưng đừng để mất giới đức. Vì mất giới đức là mất tất cả nhân lành, thì thật là nguy hại ở trong hiện tại và vị lai. Kệ giới. Cột tâm lấy giới làm dây, lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng. Rõ tâm lấy huệ xoay đàn, tâm không cảnh tình niết bàn an vui. Kinh Trung A Hàm Phật dạy: Này A Nan, nhân giữ giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà được hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà tâm được định. Này A Nan, đại văn thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như thật, nhân tri kiến như thật mà được nhàm chán, nhân nhàm chán mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, hạnh lành đã thành tựu, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Trì giới hết khổ lo, phước ba cõi tôn quý, quỷ thần và ác độc không hại người giới trì. Giữ giới phước an vui, phạm giới tâm lo sợ, dứt được lậu ba cõi, người này gần niết bàn. Kinh Pháp Cú. Ở đời người ta thường nói: ông đó ăn ở có đức, bà kia ăn ở không có đức. Muốn biết người đó có đức hay không, chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào, và xem họ có tu thập thiện hay không thì biết ngay. Trong Khế Kinh Phật dạy: người nào có giữ giới mới sanh ra các công đức, còn người nào không giữ giới thì các cội công đức dứt mất. Lời Phật dạy quả thật là đúng. Người mà suốt đời không biết tu là gì, tối ngày cứ mãi gây tạo thập ác, não hại chúng sanh, thì thử hỏi hạng người như thế có đức hay không? Chắc chắn là không có đức, tương lai phải lãnh lấy ác báo. Còn người nào biết quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thập thiện, biết lấy tâm từ bi hỷ xả đối xử với tất cả chúng sanh, chứng tỏ người đó có công đức lớn, tương lai sẽ hưởng được thiện báo. Đức Lục Tổ dạy: trong khiêm hạ là công, ngoài lễ kính là đức. Nghĩa là người nào biết kính trên nhường dưới, lễ bái Phật trời, đó là người có công đức, trái lại là mất đức. Lục Tổ lại nói tiếp: bình là công, đẳng là đức. Nghĩa là quý Phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, đó là người có công đức, trái lại là người thất đức. Trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất đức. Điển hình như thấy ai giàu sang thì nịnh bợ, nghèo khó thì khinh khi, ai vừa ý mình thì thương mến giúp đỡ, trái ý thì oán ghét ép chế triệt hạ. Đó là nhân của thất đức. Cha mẹ thấy đứa con nào dễ thương thì nuông chiều, muốn chi cũng được, còn đứa con nào không thương thì khó khăn chửi rủa, làm con thì ngỗ nghịch bất hiếu. Anh chị em trong gia đình không biết đoàn kết thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, tranh giành hơn thua từ chút, làm cho gia đình xào xáo, cha mẹ buồn rầu, đó là nhân mất đức.
con rể giàu sang, khi về quê vợ thì anh chị em dòng họ bên vợ ra tiếp đón nồng hậu. Ngược lại, gặp chàng rể nghèo khó thì khinh khi, không ai ngó ngàng tới. Làm con rể khi thấy bên vợ làm ăn khá giả thì lòn cúi để nhờ vả. Nếu cha mẹ vợ nghèo khó, có hữu sự thì lánh mặt. Hoặc khi uống rượu vô thì chửi rủa những người thân bên vợ. Con dâu xuất thân nhà giàu sang, có nhiều của hồi môn, thì cha mẹ anh chị em bên chồng kính trọng, có lỗi lầm gì cũng bỏ qua. Nếu là con dâu nghèo thì khi dễ, hành hạ đủ điều. Làm dâu là ý mình có sắc có tài, khi mẹ chồng nói một câu thì trả lời 5-7 câu, xem thường gia đình bên chồng, lại còn đem những chuyện không tốt của những người thân bên chồng rêu rao bên ngoài và thêu dệt, đâm thọc, làm cho những thành viên trong gia đình hiềm hận lẫn nhau. Đó là nhân tổn đức. Vợ chồng chung sống không biết lấy nhân nghĩa đạo đức đối xử với nhau. Khi chồng làm ra tiền thì vui vẻ, anh em ngọt ngào. Khi chồng không làm ra tiền thì buồn phiền chê trách, không quán xuyến công việc nhà, lại còn bài bạc. Người thân bên chồng đến thì sợ ăn hết của, bên mình tới thì vui vẻ giúp đỡ. Làm chồng thì thô lỗ, độc tài, tiền phát gạo đông, bên mình muốn gì cũng được, bên vợ thì chẳng màng tới, lại còn cờ bạc, cá độ, hút chích, ăn nhậu phung phí, bùa bịch lăng nhăng. Người vợ thấy thế khuyên lơn không nghe, còn chửi mắng đánh đập. Đó là nhân tổn phước, mất đức. Làm thầy không công bình chánh trực, trò nào lo cho mình thì hết lòng yêu thương, tạo điều kiện nâng đỡ. Ghét thì khó khăn, chửi mắng đánh đập, dạy cho lấy lệ. Làm trò thì không biết kính trọng thầy, lười biếng ham chơi không lo học hành. Thầy răn dạy không nghe, còn cãi lại, phản thầy lừa bạn. Đó là hạng người vô lương tâm, thiếu đạo đức. Bạn bè lúc giàu sang thì thân thích nhờ vả, khi nghèo khổ hoạn nạn thì lẩn tránh. Sống không có tình nghĩa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi. Đó là hạng người vong ân bất đức. Làm chủ ý mình giàu sang, ăn xài phung phí, hành hạ tôi tớ, bắt họ phục vụ một cách quá đáng. Như mặc đồ chưa dơ, bảo người giúp việc phải giặt, ngồi ăn ở tầng dưới không chịu, đày đọa sai người ta bưng lên lầu 3, lầu 4 mới chịu ăn. Những chuyện không đáng cũng sai khiến đủ điều, lại hay chê trách chửi rủa ôm xồm. Còn làm tớ thì tham lam lười biếng, không làm tròn bổn phận, đợi tới tháng lãnh lương. Chủ chỉ dạy thì không biết sửa sai, còn tìm cách hại lại. Đó là những kẻ bất nhân thất đức. Làm vua thì đam mê tụ sắc, thưởng phạt bất minh, sưu cao thuế nặng, hà khắc dân chúng. Làm quan thì thượng đội hạ đạp, lạm dụng của công, đàn áp dân lành, làm chuyện gian ác, vô trung bất chánh. Đó là kẻ ác nhân ác đức. Mua gian bán lận, giành giật khách hàng, trăm mưu ngàn kế hãm hại đối phương, chẳng chút tự tâm. Miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của, không nghĩ đến quyền lợi đời sống của người khác. Trong việc làm ăn mua bán, dành hết quyền lợi về mình, làm cho gia đình người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là những kẻ quá tham lam hiểm độc, thất đức. Đồng nghiệp thấy người khác hơn mình thì ganh ghét đố kỵ bêu xấu, thua thì khinh khi, những điều hay lẽ phải thì che giấu, sợ người ta hơn mình, phô bày chỉ dạy những điều sai lầm để cho họ thất bại rồi chê cười. Đó là kẻ mất hết nhân tính, tổn giảm phước đức. Trong tình cảm nam nữ, lợi dụng lòng yêu thương của bạn, đòi hỏi đủ thứ, lừa dối phụ bạc, mới chuộng cũ dâm, đó là kẻ bạc ác thất đức. Nói chung, những chuyện gì làm khổ người hại vật
gây tạo thập ác, tức là kẻ ác nhân thất đức. Còn người nào biết tu thập thiện, chứng tỏ là người nhân từ đạo đức. Người không có đức trong tâm trí của họ lúc nào cũng nghĩ đến danh lợi tình tiền, chẳng màng đến nhân nghĩa công bình bác ái lẽ phải là gì. Lúc nào cũng giành quyền lợi và phần phải tốt đẹp về mình, không cần nghĩ đến ai. Hạng người như thế là tự mình gây tạo ác nghiệp, tức phải lãnh lấy ác báo. Nhân quả nghiệp báo lưới trời lòng lòng, nhưng báo ứng rất mau. Trong kinh Địa Tạng dạy: nếu gặp kẻ sát hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy đời đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ buông luôn sang bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ bõn xẻn, thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được. Nếu gặp kẻ phung phí, phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ lạm phá của chùa, thời Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời Ngài dạy rõ quả báo làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời Ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng ni, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao, thời Ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gỗ, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời Ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ mê tín, thời Ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng cây cỏ, thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời Ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời Ngài dạy rõ quả báo thác sanh trở lại hiện đời bị roi giọt. Những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Trong Khế Kinh Phật dạy rằng: làm người siêng tu là do cái nhân đời trước không biếng nhác mà ra. Làm người sống lâu là do cái nhân đời trước không sát sanh mà ra. Làm người sạch sẽ không bệnh là do cái nhân đời trước từ tâm mà ra. Làm người giàu sang quốc vương trưởng giả là do cái nhân đời trước lễ bái phụng sự tam bảo mà ra. Làm người giàu có là do cái nhân đời trước bố thí mà ra. Làm người có âm thanh trong trẻo là do cái nhân đời trước ca dịnh tán thán tam bảo mà ra. Làm người được người thấy mình liền sanh tâm hoan hỷ là do cái nhân đời trước mình thấy người cũng sanh tâm hoan hỷ mà ra. Làm người đoan chánh là do cái nhân đời trước nhẫn nhục mà ra. Làm người thân hình thấp lùn nhỏ bé là do cái nhân đời trước khinh khi người mà ra. Làm người thân hình lở loét ghẻ dữ
là do cái nhân đời trước đánh đập chúng sanh mà ra. Làm người bị bắt giam cầm là do cái nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong lòng, trong chậu mà ra. Làm người không có ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo, là do cái nhân đời trước tánh hay đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lời danh của người khác mà ra. Làm người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người theo, là do cái nhân đời trước không có tánh đố kỵ, ham muốn danh lợi của người khác mà ra. Làm người đi tiện thấp hèn là do cái nhân đời trước tánh ưa kiêu hãnh, ngạo mạn, vô lễ, không biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người sang trọng quyền quý là do cái nhân đời trước biết phục thiện, không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người thông minh có trí huệ sáng suốt, hiểu rộng thấy xa là do cái nhân đời trước cố công tìm đến người có tài đức để học những điều chánh đáng mà ra. Làm người vô tri không hiểu biết gì hết là do cái nhân đời trước lười biếng, không chịu gần người tài đức để học hỏi những điều hay lẽ phải mà ra. Làm người ngu xuẩn đần độn là do cái nhân đời trước không dạy bảo người mà ra. Làm người mê muội mất giống trí huệ, loạn vọng điên cuồng là do cái nhân đời trước ham uống rượu mà ra. Làm người nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm loạn động tâm người khác, sau khi chết sẽ đọa trong loài chó trặc tai. Làm người hay dọa nạt làm cho người khác khiếp sợ, kiếp sau sanh trong loài hươu nai. Làm người giàu sang có quyền thế đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết thưa kiện ai, những người như thế chết đọa địa ngục cả ngàn vạn năm. Từ địa ngục ra lại đọa làm thân trâu bò, bị roi gậy đánh đập để đền nợ oan trái ngày xưa. Làm người bị chết cháy là do cái nhân đời trước lấy lửa thiêu đốt chúng sinh mà ra. Làm người bị chết đuối là do cái nhân đời trước hại chúng sanh chết nước mà ra. Con người sinh ra trong thế gian bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn, chết sớm, biết bao thống khổ không thể kể hết. Như thế là do ba nghiệp gây ra, nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau trong ba đường dữ. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy: làm nghề lột da, rách lạnh đơn phun, làm nghề cắt họng, tự sát hủy mình, vào rừng săn bắn, tai họa thình lình, hành hung làm dữ, tai họa không chừng. Thấy của gian tham, quả báo bần cùng, cố ý ăn lường, chịu điều thua thiệt, gạt người lấy của, chuyển kiếp bồi thường, nhờ người gạt người, chịu đời thất thế, gian công lường của, chịu đời lầm lạc, khoe tốt lừa người, mắc mưu mất của, tranh danh đoạt lợi, người lìa của tan, tranh điền đoạt thổ, con cháu phá tan, giữ của lòng tham, chuyển kiếp làm chó, chứa kẻ gian tham, ngục hình đầy đọa, dùng sức loài vật, chuyển kiếp lao xuyển. Thấy sắc cú dâm, vợ con phản loạn, thọ thai chồng bỏ, con nghịch với cha, tiền dâm hậu thú, sanh con bất hiếu, thọ thai làm ác, liên lụy đến con, quen người đoạt vợ, oan gia nghiệp chướng, dâm dục quá độ, thận kém sanh lao, ăn vật nóng quá, thận suy khô kém. Khinh thánh thị thần, cầu nguyện vô linh, khi thị thân tộc, bà con xa cách, hỗn ẩu anh em, cô độc một mình, đặt chuyện thình lình, ngọng liệu liếu lo, phân dân ngạo biếm, bằng hữu khinh thường, khinh bỉ nhân tình, vô gian bạc phận, chê thị quê hương, đổi dời nhiều xứ, thấy hư chê cười, khó nổi lập thân, chê người trách lành, chuyển kiếp cơ hàng, đặng thời chê thất thế, suy sụp nan cầu,
được sang chê hèn, đáo đầu bần tiện, chê người cực khổ, chuyển phú hóa bần, được giàu phụ khó, giữ của không bền, kiêu cách khi người, chịu kiếp vô duyên, được mạnh chê yếu, chịu đời suy nhược, tánh hay kiêu căng, tạo lập không thành, thì chúng hiếp cô, hòa sanh nan giải, la ré nạt nộ, hao hơi phổi yếu, vũ ngực xương hô, phổi động sanh ung. Quỷ hoại lúa gạo, thiếu ăn thiếu mặc, quỷ hoại tiền của, gia cảnh bần hàn, ăn uống phung phí, bần cùng đói rách, xài không giữ gìn, thiếu trước hụt sau. Tánh hay ghét người, con cháu vô duyên, sinh con không dạy, hoạn họa trùng lai, thọ ơn báo oán, con cháu thất thời, bội ơn bạc nghĩa, sinh con ngỗ nghịch, nghề hay không dạy, con cháu bất tài, chẳng nghe lời lành, con cháu ngu si, giả oai hiếp người, con cháu khiếp nhược, bội nghịch cha mẹ, hậu kiếp mồ côi, bội nghịch luân lý, họa sanh nan cứu, bỏ mồ mã hoang, ba đời lưu lạc, đốt nhà phá mã, quan đàn lưu xứ, mưu sâu kế độc, câm khùng đền tội, dùng tà ma hại người, đau oan trái bình, dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí, mắng gió chửi mưa, ngây cuồng đền tội, được khôn chê khờ, lãng tâm mất trí, truyền khôn bất chánh, trả quả loạn tâm. Em côi anh bỏ, giãn cảnh thất thời, phá cầu đào lộ, quan gia nghiệp chướng, rào đường lấp ngõ, lo việc không thành, bỏ người hoạn nạn, cầu phước vô linh, nghe rên không trợ, cầu phước không thành, thờ Phật lấy danh, phi tai lai giảng, biết mà không nói, chịu đời lầm lạc, chỉ đường lạc nẻo, nhãn mục vô quan, thuốc hay không cứu, có bệnh oan gia, lương y giả trị, quả báo ba đời. Bình người đặng thế, chuyện kiếp thất thế, thấy đánh không can, lâm nạn cô thế, trước thân sao phản, vô duyên bất tín, tự gian làm loạn, tai họa thình lình, gần người hung dữ, lây họa liên can, tánh giận quá độ, hư gan sanh bệnh, ăn vật phong độc, tỳ vị sanh trùng. Ngày đêm phải biết bình tâm tình trí, suy xét để diệt trừ tham sân si. Nếu để tâm loạn vọng buông lung phóng dật, lâu ngày thành nghiệp, kiếp sau phải luân hồi đền tội. Trong nghệ thuật sống cũng nói, nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin. Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng. Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặp hòa thuận. Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải. Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật. Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác. Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặp phép màu. Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực. Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn. Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt. Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt thất bại. Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập. Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại. Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù. Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo. Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai. Vì thế chúng ta phải ham làm điều thiện, tránh xa điều ác. Khi rảnh rỗi nên suy xét, kiểm điểm lại những việc làm thường ngày của mình. Lúc nào cũng theo con đường ngay thẳng,
thì tự nhiên trời đất sẽ không phụ lòng tốt của mình. Nhà mà chứa điều thiện sẽ có phước dư thừa, nhà mà chứa điều ác sẽ có tai họa dư thừa. Cổ đức. Muốn có cuộc sống hạnh phúc yên vui ở trong hiện tại và vị lai, chúng ta phải tu thập thiện, trau dồi thân, khẩu, ý cho được thuần thiện, thanh tịnh. Giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ khẩu thanh tịnh, hạnh phúc biết bao. Giữ ý thanh tịnh, hạnh phúc biết bao. Thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi, gần cành hoa sen. Ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp, thân bèn đặng an. Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang, thác rồi nhập thánh là đàn xưa nay. Bị mắng chửi lòng chẳng phai, với người tham lẫn giận gai chẳng sờn. Giữ mình trong sạch là hương, dầu ai gây dữ, oán hờn mặc ai. Pháp tịnh tâm. C. Kết luận. Khi hành giả tự mình không làm 10 điều ác, không dạy người làm 10 điều ác và không khen ngợi người làm 10 điều ác, thực hành hoàn hảo thập thiện nghiệp, thời, thân, khẩu, ý được thanh tịnh, lòng từ bi, hỷ xả, thương người mến vật, mỗi ngày thêm tăng trưởng. Hiện tại đời sống cá nhân, gia đình được cải thiện tươi sáng, tốt đẹp, xã hội trở nên thuần lương, thiện mỹ, đời đời thiện căn chẳng mất, thường gặp tam bảo tu hành, nên không bị đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thường sanh nhân, thiên, hưởng nhiều phước lạc, được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí huệ. Nếu người nào không cầu phước báo trong cõi nhân thiên, nguyện đem công đức tu thập thiện này hồi hướng về tịnh độ, thời khi lâm chung được Phật Di Đà và chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh Cực Lạc quốc. Trong giới bổn nói, người giữ giới khi mạng chung thân tâm an nhiên, thị tịch vào cảnh tốt lành. Còn người không giữ giới khi chết thần thức hôn mê, hoảng sợ, sa đọa vào ác đạo. Vào thời Đức Phật, một hôm Ngài cùng Tôn giả A Nan và chư đệ tử đi ngang qua cánh đồng, thấy người ta đang lùa đàn bò. Nhân đây Phật hỏi: Này A Nan, ông có biết người ta lùa đàn bò đi đâu không? Bạch Đức Thế Tôn: Con không biết. Này A Nan, người ta lùa đàn bò đến lò mổ để làm thịt mà nó không hay biết. Chúng cứ lo chạy nhảy, hút đẩy, kêu rống vui giỡn. Cũng vậy, chúng sanh vì đam mê ngũ dục, phá giới phạm trai, gây tạo nhiều ác nghiệp. Nhưng họ lại quên rằng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bước dần vào cõi chết mà không chịu lo tu hành. Giống như đàn bò đi gần đến chỗ chết mà vẫn không hay biết. Thật đáng thương thay. Nhân đó Phật nói kệ: Dĩ như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, và chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Kinh Pháp Cú thí dụ. Vì thế chúng ta hãy cố gắng giữ giới ăn chay cho trọn vẹn. Được như vậy mới đáng gọi là người có trí huệ, biết làm theo lẽ phải. Tôi ước mong quý Phật tử sau khi nghe qua quyển thập thiện này, thấy được sự lợi ích của lời Phật dạy, tinh tấn áp dụng trong đời sống hàng ngày để tạo hạnh phúc cho mình và chúng sanh ở hiện tại và tương lai. Vì thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Hôm nay chúng ta có duyên lành gặp được tam bảo mà không lo tu để tiến hóa lên con đường giải thoát. Nếu cứ mãi chần chờ đến khi mất thân rồi, muôn kiếp khó trở lại được. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành, làm lành lánh dữ, không làm các điều ác, chăm làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Kinh Pháp Cú. Nam Mô
A-di-đà Phật. Khuyên đừng giết thú. Muôn loài nào khác chi ta, cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn. Có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm. Bảy câu trước độc mưu ngầm, làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. Lạc bầy dớn dác xôn xao, lại e cái nạn thớt giao hầu gần. Mình có thân, nó cũng có thân, nuôi mình giết nó, trái cân công bằng. Lâm bình cảnh ấy khổ chăng, giả như có kẻ bắt phăng chúng mình. Mẹ cha cô bác thảm tình, xót xa đã lắm, bất bình biết bao. Ruột rà ai cắt chẳng đau, tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng. Nếu ta suy nghĩ kỹ càng, tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân. Làm người ta có lòng nhân, hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra. Người cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em. Khôn hơn ta phải xét xem, trong nôm giúp đỡ đàn em giải khờ. Khi lâm nạn chúng bơ vơ, mau tay tiếp cứu, chớ ngơ mắt nhìn. Thấy ai giết thác sanh linh, lấy lời khuyên giải, dụng tình cản ngăn. Thú kia nó cũng là thân, cũng xương cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng. Tánh linh người vật cũng đồng, xuống tay bao nở, cầm lòng sao đan. Thân ta thì muốn cho an, mà thân kẻ khác lại toan xéo dày. Lòng ta muốn tránh nạn tai, sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn. Nếu ta biết lẽ công bằng, biết câu phước tội, biết căn luân hồi, chớ nên giết nó đành rồi, cũng đừng hành thà tỏ lời dễ khinh. Chớ cho chúng khổ vì mình, mở lòng thương xót tấm hình hài kia. Đừng làm chúng nó chia lìa, con này xa mẹ, vợ kia cách chồng. Đừng bày cách cổ nhổ lông, việc làm cũng phải dự phòng về sau. Vậy oan ai lại buộc vào, kiếp này gây nợ, kiếp nào trả xong. Muốn cho mình được thông dong, đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi. Chứ vì một chút sơn si, mà báo oan trái, kéo trì cuốn lôi. Muốn ra khỏi biển luân hồi, quả kia phải hái, cho rồi đừng gieo. Dừng chân là bóng chẳng theo, nhân tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình. Ai ơi nên khá giữ gìn. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời khuyến khích: chính Đức Phật đã chỉ dạy, trong các sự bố thí, chỉ có pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng khi quý Phật tử nghe xong đĩa thập thiện nghiệp này, rồi sang ra cho mọi người nghe, để cho họ hiểu thêm về giáo lý nhân quả, lành dữ, tội phước. Đây cũng là phương pháp bỏ ác, diệt khổ, hành thiện, tạo phước đức cho mình và chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai. Việc làm đó giống như một ngọn đèn mồi qua trăm ngàn ngọn đèn khác đều được sáng, thì công đức đó quả thật vô lượng vô biên. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Muốn hóa giải oan trái hận thù, Phật dạy phải thường khởi lòng từ tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằng nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa, xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả. Kẻ thù càng muốn ta hư, thắng thù ta cố nên người đức cao. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Ta đã được an tịnh, không có oán và hờn. Giữa những người oán hờn, ta sống không oán hờn. Kinh Pháp Cú. Bởi không nghe lời Phật dạy, nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói, trì trai khổ hạnh không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chớ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa, và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp, giữ gìn giới luật của bậc thánh. Như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới niết bàn. Kệ rằng, người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn, chớ giữ ích chi. Phận tu trì tai gác mặt lì, chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Hay là người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao. Mấy lời phân tỏ âm hao, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thuở Phật còn tại thế, Ngài khuyên La Hầu La, muốn thành tựu hạnh nhẫn phải quán thân mình như đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và cạc nhổ đàm nhớ xuống đất, thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét, tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hành của nước. Dù người ta có giặt những thứ thơm to hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục, giận hờn. Con lại nên học hạnh của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường, vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trì giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trì tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm chơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt. Không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác
La Hầu La, từ bi, hỷ và xả là bốn tâm rộng lớn, không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường, tìm phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục, sân nhuế. Ví có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh, trong khi đó phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng, chứ thốt ra lời ác. Con phải khéo quán sát tu tập, như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn dục là phương pháp diệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung. Nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm, vua Ca Lợi cùng với phu nhân, thể nữ, quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy, không thấy quan quân tỳ nữ, liền hỏi cận thần, mới biết họ đi đến vị tiên nhân ở gần bên để nghe thuyết pháp. Sàng Đề tiên nhân nói: muôn loài đều tham sống sợ chết, hãy lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chém giết, sống đời vị tha, bác ái. Có như thế mới thoát được cảnh luân hồi thường mạng chết yểu. Họ nghe qua cảm thấy tội lỗi của mình trong cuộc đi săn đầy sát khí. Tất cả đều ước mong sao được nhà vua cho về sống đời cư sĩ, cơm rau đạm bạc tu hành. Khi đó vua Ca Lợi đến nơi nhìn thấy, ai nấy đều kính cẩn nghe tiên nhân giảng đạo, lòng đố kỵ dâng trào, liền xuống ngựa bước tới, chỉ thẳng vào mặt tiên nhân, chửi mắng, uyển nhục đủ điều. Nhưng ngài vẫn ngồi lặng thinh, không nói một lời. Này kẻ ương ngạnh kia, trước mặt ta sao mãi ngồi lì đó, làm gì thế? Tôi ngồi ở đây tu hành nhẫn dục. Hành nhẫn dục là thế nào? Hành nhẫn là khởi tâm đại bi, khiêm nhường, ôn hòa với tất cả mọi người, từ bỏ những hành vi kiêu căng, tự đắc, thường dùng lời nói êm dịu, đạo đức, khuyến hóa chúng sanh. Vua Ca Lợi nghe qua, tưởng tiên nhân công kích sự thô lỗ của mình, nên quát: thôi, hãy im đi. Nghe ta hỏi, tại sao ngươi bị chửi mắng mà vẫn lặng thinh là thế nào? Thưa ngài, nếu những lời chửi mắng của người khác là đúng, mình phải cảm ơn để lo tu sửa. Còn như họ chửi nhầm lẫn, xem đó là lời nhắc nhở hay tiếng vang gió thổi ngoài tai. Câu trả lời đó thật là quý báu, khiến cho ai nấy đều thán phục. Ca Lợi Dương cảm thấy tự ái dồn dập, liền rút kiếm ra bảo: đây là lời nói dối trá, vô lễ. Rồi mạnh tay du gươm cắt đứt hai lỗ tai của tiên nhân. Ôi, những dòng máu đỏ tuôn rơi ướt đẫm cả hai má, nhưng sắc mặt tiên nhân vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thế thế Ca Lợi du gươm chặt đứt thêm hai cánh tay và chân, rồi nói: thử coi ngươi còn nhẫn nổi không. Máu chảy ướt cả chỗ ngồi, nhưng không một lời oán trách, rên than. Vua lặng thinh suy nghĩ, người này không phải tầm thường, nên gượng cất tiếng hỏi: hỡi tiên nhân, tại sao ngươi bị ta hành hạ mà gương mặt không hiện ra sắc giận và nói lời nào? Này đại dương, nếu tôi có lỗi bị người hành hạ, tôi phải nhẫn thọ như uống nước cam lồ
và cung kính đối với người ấy. Còn nếu gặp trường hợp họ không phân biệt phải trái, xúc phạm, khi đó tôi nghĩ ngày nay mình vô tội, nhưng biết đâu trong quá khứ đã từng làm người ta khổ đau. Hơn nữa, thân này là vô thường, do các duyên giả hợp, có gì đáng để luyến tiếc? Hay lắm, nghĩ được như thế hết sức là cao thượng. Nhưng làm sao cho ta tin rằng ngươi thật tình không oán hận? Không cần nói, đại dương cũng thấy tôi nào khuất phục trước sự ác bức bất minh, thiếu nhận xét của ngài, và chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm chém vào thân tôi, nên nội tâm được tịch tỉnh, không có ác niệm đối với sự tàn bạo của ngài. Vì tôi lúc nào cũng tâm niệm nguyện cho tất cả chúng sanh sớm bỏ đường tà, quay về nẻo chánh, thoát khỏi ác nghiệp. Nếu quả thật tôi có thực hành hành nhẫn nhục, cầu cho thân này được bình phục như cũ. Vừa nguyện xong, trời đất bỗng dưng rung chuyển, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Máu hóa ra sữa, thân thể trở lại như xưa. Nhìn thấy tiên nhân bình phục, vua Ca Lợi vô cùng kinh ngạc. Giờ đây tánh kiêu căng tàn bạo không còn nữa, bèn quỳ xuống bên tiên nhân cầu xin sám hối tội lỗi và phát nguyện tận tâm phụng sự Tam Bảo và noi theo gương nhẫn nhục của ngài để thực hành trong đời sống cá nhân cùng trị quốc an dân. Qua chuyện trên, chúng ta thấy tiền thân Phật chấp nhận nghịch cảnh đau thương, không một lời oán trách, lại nguyện cho họ đừng lãnh thọ ác báo, nên ngài thành tựu được thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, đạt đến nhẫn nhục ba la mật. Không thấy mình nhẫn và cảnh để nhẫn, nên nội tâm được an lạc. Còn chúng ta, hễ nghe ai nói hoặc làm trái ý một chút là nổi nóng lên, nguyền rủa cho họ chết một cách thê thảm mới hả dạ. Chính vì sự tức giận làm cho con người mù quáng, không phân biệt được phải trái, nên lắm lúc can thường luân lý bị đảo ngược. Như con dám hại cha chửi mẹ, vợ thù chồng, em giết anh, tớ phản chủ, đồng loại xô xát lẫn nhau, gây bao thảm cảnh. Cho nên cứ mãi tiếp tục làm chúng sanh đầy phiền não, trôi lăn trong dòng sanh tử trả dai, khổ đau bất tận. Thế thường chúng ta hay tự ái nổi sân, phân bua, lý luận, dành phần phải về phía mình. Người khác nói có mấy câu, ta liền cướp lời, kể lể, rồi đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ, để cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tam bành, họ sẽ ăn thua đủ với ta, đâu còn bình tĩnh nghe ta nói phải quấy gì nữa. Bụng dạ họ lúc đó giống như lò nước sôi đang cần xả hơi. Vì vậy, ta hãy ý thức điều đó, để cho đối phương bày tỏ tâm can của họ. Chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ, mà còn học nơi họ những điều hay. Muốn hướng dẫn người ta mà cứ khư khư cố chấp, bất cần quan điểm kẻ khác là muốn diệt phi lý. Họ sai, ta có quyền sửa, nhưng ta đừng quên rằng họ cũng có lý của họ. Mỗi người có quan niệm sống và quan điểm lý luận riêng. Muốn cho người khác tín nhiệm ta lâu dài thì đừng bao giờ sân si, hành động độc tài, mà luôn luôn phải tôn trọng mọi người. Nếu chúng ta muốn họ hành động theo ta mà không nghĩ đến quyền lợi và sáng kiến của họ, hành động độc tài, ích kỷ như một bạo chúa, thì họ sẽ bất bình bỏ ta làm một mình. Chúng ta nên biết rằng không thành công lớn nào trên đời mà không cần đến sự giúp sức của nhiều người. Người thành công là biết đặt mình ở địa vị của kẻ khác, khéo gieo giống sáng kiến của ta vào sáng kiến của người hợp tác, để tìm ra tiếng nói chung. Trong luật nhà Phật gọi đó là ý kiến riêng chỉ dạy cho nhau, lợi quyền chia đồng với nhau. Có như thế, việc làm ấy mới thành công tốt đẹp lâu dài. Chúng ta nên nhớ, khi chinh phục ai thì đừng biến họ thành kẻ thù. Ta hãy dẹp cặp kính màu chủ quan, hãy nhìn mọi việc bằng cặp mắt khách quan và tập đặt mình vào địa vị của kẻ khác,
xử sự như vậy, ta sẽ bớt đi nỗi lo âu, bực tức, thấy đời đẹp hơn và đắc nhân tâm hơn. Chúng ta phần nhiều có khuynh hướng thất nhân tâm mạnh hơn là đắc nhân tâm. Tánh sân si, ích kỷ, chủ quan, tự ái là một hung thần đáng sợ. Từ vua chúa quan quyền cho đến hạng bình dân ít học đều có lòng tự ái. Thậm chí cho đến những bậc tu hành mà tâm hồn không được thánh thiện vẫn bị nó quấy nhiễu. Nghĩa là ai nói xúc phạm hoặc có cử chỉ gì đụng chạm đến quyền lợi danh dự của họ thì sân si sừng sộ, phẫn nộ, nhăn mặt nhíu mày, phùng mang trợn mắt, quạo cọ la hét, chửi mắng, đánh đập đối phương. Nếu chúng ta bị kẻ khác chọc tức liền nổi nóng, vung tay lên nói chuyện với họ, thì ta tin chắc rằng họ sẽ gửi lại bằng hai quả đấm. Nếu ai nô lệ tánh tự ái thái quá như thế, là tự mình thoái hóa, đánh mất hết nhân phẩm đạo đức và làm thất nhân tâm mọi người. Những bậc thượng căn đại trí mới có đủ can đảm, điềm đạm, mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Những vị ấy biết rằng ăn miếng trả miếng không có lợi gì cả. Trong giao tế hàng ngày, ai không mềm mỏng thì trăm việc bất thành đến gần trăm. Chúng ta phải công nhận rằng trong thời gian qua có rất nhiều việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng. Kệ khuyên: mở tình yêu khắp nhân loại, giúp nhau cuộc sống được dày thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hờn người tức bị người hờn, ghét người người ghét không hơn chi người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Thanh sĩ: muốn cho thân tâm thanh tịnh mau thành Phật quả, kinh Pháp Hoa dạy: lấy từ bi làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục làm y phục, lấy tất cả pháp không làm tòa ngồi. Từ bi là nước cam lồ tươi mát, tưới tắt lửa phiền não. Nhẫn nhục như áo giáp ngăn ngừa tên độc. Pháp không là ánh sáng trí huệ, phá tan bóng tối vô minh chấp trước. Ai thực hành được ba phương pháp trên để diệt trừ tham sân si, tức là đã vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai vậy. Chúng ta hãy cố gắng tu tập hành nhẫn như Tôn giả Phú Lâu Na. Một hôm, Ngài xin Phật đến xứ Vũ Lâu Na truyền đạo. Phật hỏi: này Phú Lâu Na, dân chúng xứ ấy rất hung ác, con đến đó dạy họ không nghe, còn dùng lời ác mắng chửi, khi đó con nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là người tốt vì chưa lấy cây, đá đánh và ném con. Nếu họ dùng cây và đá đánh ném con thì sao? Con nghĩ họ vẫn còn lòng nhân vì chưa đánh ném con đến chết. Nếu họ đánh đập đâm chấn con chết thì sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ họ là ân nhân giải thoát dùng cái thân bất tịnh khổ đau này. Phật khen: hay lắm, con nhận được như thế mới qua xứ đó truyền đạo được. Tôn giả Phú Lâu Na qua xứ Vũ Lâu Na giáo hóa. Không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều quy y Phật, Pháp, Tăng. Nên có câu: con muốn tu thì việc chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn mãi dầu thân con có thác, thác thân con mà tâm trí nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang,
bằng con đọa, thầy đây ra chịu thế. Thân con nhẫn thì việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cướp với tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chứ không nên đáp lại. Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang hay đâm thọc dối lừa. Chửi mắng người bốn nghiệp miệng khá chừa, gây nghiệp dữ đời sau câm con nhé. Hòa thượng Giác Nhiên. Phật Thích Ca dạy: lấy từ bi thay báo oán. Đức Lục Tổ dạy: nhẫn là công, nhục là đức. Lão Tử nói: nhu thắng cương. Hòa thượng Giác Huệ nói: con hãy thương những kẻ chẳng thương con, con chớ ghét những người con đáng ghét. Lời Phật dạy không lầm đâu, ôn tồn dịu ngọt sẽ thắng tất cả. Nhẫn nhục là phương pháp thần diệu đem lại sự an lạc cho bản thân, gia đình hòa hợp, bạn hữu tương thân, tớ thầy trung tín, đồng bào đoàn kết, thế giới hòa bình. Không nhẫn, thân bại danh liệt, gia đình ly tán, bạn hữu chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, thế giới chiến tranh. Có nhẫn nhục thì lòng từ chan chứa, ban rải khắp muôn loài vạn vật, sự nghiệp dâng cao, người người quý mến, đạo quả viên thành. Vậy mà có nhiều người không hiểu, họ nói: gặp Phật thì tu, gặp ma phải trừ. Câu nói đó không đúng giáo lý nhà Phật. Phải nói là: gặp Phật thì tu, gặp ma càng tu nhiều hơn. Quý Phật tử cũng thấy, khi Phật sắp thành đạo, ma dương dùng mọi cách quấy phá, nhưng Ngài vẫn an nhiên tĩnh tọa. Thậm chí cho đến Đề Bà Đạt Đa nhiều kiếp đem ác tâm hãm hại, nhưng Phật không hề oán trách, mà Ngài còn nói: nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta mau thành chánh quả. Công đức nhẫn nhục lợi ích to lớn như thế, chúng ta còn nghi ngờ gì nữa mà không thực hành? Nhất là những ai đã nhiều lần bị lửa sân tàn phá tâm can, gia đình, sự nghiệp của mình, hãy mau mau tu tập pháp môn nhẫn này để khỏi phải ăn năn hối hận vì nó nữa. Người tu lại càng phải nhẫn hơn, vì người tu mà còn giận hờn, sắc mặt đỏ gai, giọng nói quát tháo, người chung quanh nhìn thấy kinh lờn, cho dù vị đó có lão thông tam tạng, kinh điển, cũng không ai dám tin tưởng sự tu hành của họ nữa. Thế nên cổ đức dạy rằng: ác thứ chín, lửa sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nỗi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà ngăn ngừa trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau, thù oán dễ tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực, hơn tự đắc khoe khoang vọng sức. Phải bị người hiềm khích ghét ganh, thua hổ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kỹ gì nhân đạo, giống như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung. Thực hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Trong cuộc sống, chuyện buồn vui, thương ghét, giận hờn xảy ra không biết bao nhiêu lần, cũng vì vô minh lầm chấp cho ta là thật, các pháp là thật, từ đó phát sinh ra phiền não khổ đau. Trong lịch sử của nhân loại, có những trang sử đẫm máu,
như vào thế kỷ 20, trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, có vô số người gục ngã trên chiến trường và những nạn diệt chủng dã man thảm khốc. Đã có hàng triệu người đã nằm xuống vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Trên thế giới có đầy dẫy những điều nghi kỵ thù hằn. Chính vì thế mới xảy ra những cuộc chiến tàn khốc, tang thương khổ đau. Tất cả đều bắt nguồn từ sân hận. Kệ tụng: chúng sanh luống chịu trăm ngàn khổ, các bệnh luôn luôn đến não hại, giặc chết rình rập thường muốn giết, tại sao không tu lo não hại, chê bai mưu hại không nhân từ, hại người chưa được tự mang họa. Ta nay là người cầu học đạo mà sanh nóng giận não hại người, phải biết ác này tội rất nặng, tật đố tự phá cội công đức, tâm từ tùy hỷ sanh phước lành, muốn thoát bể khổ phải tu hành, bao nhiêu công đức trang nghiêm thân, nếu không trì giới thiền đa văn, thân tâm khổ ách không cùng tận. Trên đường đời để chung gai gặp gần, chúng ta gặp rất nhiều cảnh trái ý nghịch lòng. Muốn cho những đụng chạm bớt đi, các võ sư Nhật dạy các môn đệ phải mềm mại như cây liễu, đừng cứng như cây tùng. Nếu chúng ta không chịu mềm mại như cây liễu mà cứ nhất định cứng như cây tùng, như thế là ta đã gây ra những xung đột bất tận trong tâm, làm cho ta lo lắng, khổ sở, cáu kỉnh, rồi sinh ra bệnh thần kinh, dị ung. Chẳng khác nào cây tùng cứng cỏi phải gãy đổ trước trận cuồng phong. Chúng ta nên biết tại sao những vỏ xe hơi lăn trên đường nhựa, chạy trên đá nhọn mà nó vẫn chịu đựng được, là nhờ vỏ xe mềm dẻo làm cho sự va chạm trên đường dịu đi. Cũng vậy, chúng ta sống trên cõi đời đầy chông gai, thử thách, muốn vượt qua mọi trở ngại phải mềm mại, nhẫn nại, làm cho những va chạm dịu bớt đi, thì cuộc hành trình của ta mới được êm đềm, an vui lâu dài. Chúng ta hãy đọc qua bài tụng bất hủ sau đây: từ bào thai ra thường chịu khổ, chúng sanh như thế chớ giận hại. Nóng giận khởi lên dùng từ diệt, từ bi nóng giận không chung cùng. Người nhờ từ bi nóng giận dứt, dĩ như sáng tối không chung chỗ. Nếu giữ tình giới mà nóng giận, người ấy tự phá pháp lợi mình. Tất cả chúng sanh là quyến thuộc, tại sao gia tăng giận não hại? Nếu khởi nóng giận muốn hại người, chưa đến người kia trước đốt mình. Thế nên thường nghĩ hành từ bi, nóng giận nghĩ ác sẽ không sanh. Nếu người thường nghĩ hành pháp lành, thường nghĩ pháp lành tâm vui vẻ, đời nay được vui sau cũng thế, được đạo thường vui ấy niết bàn. Nếu tâm dồn chứa điều bất thiện, tự mất lợi mình lại hại người. Vì thế chúng ta phải cố gắng nhẫn nại, từ con người cho đến con muỗi, mồng, kiến, ong, gió, mưa, nóng lạnh, đói khát, bệnh chết, hoan hỷ nhẫn chịu mọi nghịch cảnh, không hề than gian oán trách. Được như vậy mới mong thành công đắc đạo. Như Tích Đại Đức Lomasa Nagatora hành đạo trên núi Getijapappata, khi ấy nhằm mùa nắng trời nóng, nhưng ngài vẫn ngồi tham thiền vì nghĩ rằng: nhiều kiếp ta đã đọa địa ngục, bị lửa thiêu đốt nóng gấp muôn lần sự nóng này. Nhờ thấy được điều đó nên ngài kiên nhẫn thiền quán chứng đắc đạo quả A-la-hớn. Lại có đại đức khác đi khất thực 3 ngày liên tiếp, chẳng có ai cúng món gì. Trong cơn đói khát, nhưng ngài không ngã lòng, vì tự nghĩ trong vòng luân hồi nhiều kiếp, ta đã sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hơn thế này nữa. Nên ngài kham nhẫn, dùng minh sát tuệ,
quán sát lý vô thường, khổ não và vô ngã, liền đắc quả A-la-hớn. Tích trên ngụ ý khuyên chúng ta không nên để cho những sự khổ bên ngoài chi phối mà bỏ dở sự tu hành. Cảnh nắng mưa gió lạnh, hành hạ bức não thân, thân cam chịu không phiền, được gọi là thân nhẫn. Sự nhục mạ chua cay, hoặc mắng nhiếc tồi tệ, cam chịu không chửi lại, được gọi là khẩu nhẫn. Đối trước mọi nghịch cảnh, không khởi tâm phản đối, không căm hờn oán hận, được gọi là ý nhẫn, thiện pháp. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật bảo đại chúng, nhẫn hơn hết trên đời. Nhẫn là đạo an vui, nhẫn thêm nhiều tiếng khen, nhẫn giàu sang được lâu, nhẫn được đầy đủ tướng tốt, nhẫn hay có oai lực, nhẫn hay thành nghề khéo, nhẫn nhiếp phục oán địch, nhẫn dẹp hết lo rầu, nhẫn được đông họ hàng, nhẫn thời được sống thọ, nhẫn là áo giáp thần, nhẫn là con thuyền to vượt bể khổ, nhẫn là liều thuốc hay cứu sống nhiều sinh mạng, nhẫn lửa không thể cháy, nhẫn dao không thể cắt, nhẫn không thể trúng độc, nhẫn nước không thể trôi, nhẫn được thiên thần gia hộ, nhẫn ngày đêm thường yên ổn, nhẫn thân luôn được bình an, nhẫn lãnh lấy phước báo tốt, nhẫn được đến đạo lành, nhẫn chẳng hại chúng sanh, nhẫn xa lìa thập ác, nhẫn thành tựu lục độ, nhẫn được ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Nhẫn nhục hạnh an ổn, khắc phục được hận thù, tiêu trừ các tai nạn, hưởng nhân quả tốt lành. Nhờ tu hành nhẫn nhục, lòng từ được tăng trưởng, trí đức được nâng cao, đạo màu ngày tỏ rạng. Họ lấy nấm ăn và sống ở thế gian khá lâu. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, ai ăn ít thì nhan sắc còn tươi đẹp. Do đó, người đoan chánh sanh tâm kiêu mạn, khinh khi người thô xấu. Ngược lại, người thô xấu sanh tâm ghen ghét người đoan chánh, tranh tụng thị phi lẫn nhau. Bây giờ, nấm không sanh lại nữa, mà sanh ra loại gạo đầy đủ hương vị thơm tho tinh khiết. Họ lấy gạo này ăn. Sau đó, con trai con gái thân thích nhau, rồi phát sanh tình dục, nên thế gian bắt đầu có bào thai sanh ra từ sự bất tịnh. Thuở đó, con người ăn lúa gạo tự nhiên, hễ lấy đi bao nhiêu thì lúa lại sanh ra bấy nhiêu. Trong nhóm người đó có kẻ biến nhát, tranh nhau tích trữ lúa gạo, làm cho gạo trở nên hư xấu. Đồng thời, khi gặt rồi không sanh trở lại như trước. Vì thế, họ chia đất ra để gieo trồng, nên dần dần sanh ra trộm cắp của nhau, gây tạo nhiều điều xấu ác, phiền não bất tịnh. Đó là nguyên nhân đưa đến sanh, già, bệnh, chết, khổ báo đọa trong ba đường dữ. Chính vì con người tạo 10 điều ác, nên cõi đất sinh ra gai gốc, mũi mòng, rận rẹp, rắn rết, đầy dẫy sự ô uế. Bởi gây nhiều ác nghiệp, nên tuổi thọ giảm dần, mãi cho đến lúc loài người chỉ còn sống có 10 tuổi là chết. Khi đó, có nạn đau binh nổi lên, họ lần lượt giết hại lẫn nhau trong 7 ngày. Những người có trí tìm cách lánh vào rừng sâu ở trong hang hố. Qua 7 ngày họ đi ra, hễ gặp người nào còn sống sót là vui mừng khôn xiết. Rồi họ nghĩ rằng, chúng ta do chứa điều ác nên gặp phải tai nạn này, khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát. Vậy chúng ta nên tu thiện, từ bỏ sát sanh. Nhờ phước đó nên tuổi thọ tăng lên 20 tuổi. Khi sống 20 tuổi, con người lại nghĩ, chúng ta nhờ không sát sanh mà tuổi thọ tăng lên. Vậy nay nên tu thêm không trộm cướp,
không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói ác khẩu, không thêu dệt, không bỏng sẻn, không ganh ghét, không tham lam, không sân nhuế, không tà kiến. Biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ tăng mãi lên đến 80 tuổi. Cõi đất lúc này bằng phẳng, không có hầm hố, gai gốc, mũi mồng, rắn rết, độc trùng. Ngói cát, đá, sạn sỏi đều biến thành lưu ly. Dân cư đông đúc, ngũ cốc sung túc, giàu sang vui vẻ vô cùng. Lúc đó có Đức Phật Di Lặc thị hiện ra đời, rộng độ chúng sanh. Nói chung, nếu chúng ta muốn thành tựu thập thiện nghiệp một cách trọn vẹn, tốt đẹp, cần ghi nhớ 10 điều để thực hành. 1. Chẳng những không sát hại chúng sanh, mà còn phải ăn chay, thương yêu, tha thứ, phóng sanh. 2. Chẳng những không trộm cướp tài vật của người ta, mà còn phải làm việc bố thí. 3. Chẳng những không tà dâm, mà còn phải biết tôn trọng nhân phẩm, tiết hạnh của người khác. 4. Chẳng những không nói láo xược, dối trá, mà còn phải nói lời chân chánh, ngay thật. 5. Chẳng những không nói lời đâm thọc, làm cho người ta hận thù chia lìa nhau, mà phải nói làm sao cho người ta hòa hợp, thương yêu, đoàn kết với nhau. 6. Không được nói lời thô lỗ, độc ác, mà phải nói lời êm dịu, ôn hòa, nhu thuận, hiền lành. 7. Không được nói lời thêu dệt, trau chuốt, thô tục, trái đạo nghĩa, mà cần phải nói lời nhân nghĩa, hữu ích cho mọi người và mọi loài. 8. Không được tham lam, xảo quyệt, mà phải tu hành thiểu dục, tri túc, vì vạn vật đều giả dối vô thường. 9. Không được giận hờn, oán hận ai hết, mà phải luôn luôn có lòng từ bi, hỷ xả, nhẫn nại đối với tất cả chúng sanh. 10. Không để tâm u mê, tà kiến, mà phải có tâm chánh kiến, sáng suốt, sống hợp lẽ đạo chân chánh. Hơn nữa, 10 giới này có tính căn bản và hợp lý, dù ở bất cứ thời đại nào vẫn có giá trị. Vì mình biết quý trọng mạng sống thì phải tôn trọng sinh mạng mọi loài. Mình biết quý mến tài sản thì phải tôn trọng tài sản của người. Mình lúc nào cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình thì phải biết tôn trọng hạnh phúc gia đình người. Mình không muốn ai lừa đảo thì phải tôn trọng sự thật. Mình không muốn ai đâm thọc thì chớ nói lời ly gián người. Chúng ta chẳng ưa ai chửi mắng thì chớ nói lời thô ác xúc phạm người. Chúng ta không thích ai thêu dệt thì không nên nói thêm bớt chuyện người. Chúng ta không thích ai lôi kéo mình vào vòng tham dục thì chớ có xúi người chạy theo dục vọng thấp hèn. Chúng ta không muốn ai sân si với mình thì đừng có sừng sộ phẫn nộ với người. Chúng ta không muốn ai mê hoặc mình thì đừng chỉ người khác đi vào con đường mê tín tà dại. Trong kinh Trường A Hàm, Phật dạy các cư sĩ: phàm người giữ giới thì có 5 công đức. 1. Cầu bất cứ điều chi đều được dư ý. 2. Tài sản phát đạt không sa sút. 3. Đi đến đâu đều được mọi người kính mến. 4. Tiếng tốt đồn khắp nhân gian. 5. Sau khi qua đời được sanh về cõi trời. Này các cư sĩ, trái lại, nếu người nào không giữ giới thì có 5 điều suy hao. 1. Cầu tài lợi không toại nguyện. 2. Dù có được tài lợi nhưng mỗi ngày một hao mòn. 3. Đến bất cứ đâu đều bị mọi người khinh bỉ. 4. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 5. Sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Kinh Bồ Tát Chánh Pháp, Phật bảo Xá Lợi Phất
Ông nên biết Bồ Tát trong khi tu hành phải luôn luôn nghĩ đến điều thiện. Nếu không nghĩ đến điều thiện thì ngay lúc ấy những điều ác sẽ dấy lên. Thà chịu mất thân mạng chứ không phạm giới sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Thường thực hành các hạnh trong sạch thiện lành, chúng ta có thể mất tiền bạc, của cải, vật chất, thân mạng, nhưng đừng để mất giới đức. Vì mất giới đức là mất tất cả nhân lành, thì thật là nguy hại ở trong hiện tại và vị lai. Kệ giới. Cột tâm lấy giới làm dây, lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng. Rõ tâm lấy huệ xoay đàn, tâm không cảnh tình niết bàn an vui. Kinh Trung A Hàm Phật dạy: Này A Nan, nhân giữ giới mà được không hối hận, nhân không hối hận mà được hoan duyệt, nhân hoan duyệt mà được hỷ, nhân hỷ mà được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà tâm được định. Này A Nan, đại văn thánh đệ tử nhân định mà có tri kiến như thật, nhân tri kiến như thật mà được nhàm chán, nhân nhàm chán mà được vô dục, nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát mà có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng sự sanh đã dứt, hạnh lành đã thành tựu, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Trì giới hết khổ lo, phước ba cõi tôn quý, quỷ thần và ác độc không hại người giới trì, giữ giới phước an vui, phạm giới tâm lo sợ, dứt được lậu ba cõi, người này gần niết bàn. Kinh Pháp Cú. Ở đời người ta thường nói: ông đó ăn ở có đức, bà kia ăn ở không có đức. Muốn biết người đó có đức hay không, chỉ cần nhìn cách cư xử của họ đối với người khác như thế nào, và xem họ có tu thập thiện hay không thì biết ngay. Trong Khế Kinh Phật dạy: người nào có giữ giới mới sanh ra các công đức, còn người nào không giữ giới thì các cội công đức dứt mất. Lời Phật dạy quả thật là đúng. Người mà suốt đời không biết tu là gì, tối ngày cứ mãi gây tạo thập ác, não hại chúng sanh, thì thử hỏi hạng người như thế có đức hay không? Chắc chắn là không có đức, tương lai phải lãnh lấy ác báo. Còn người nào biết quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, thập thiện, biết lấy tâm từ bi hỷ xả đối xử với tất cả chúng sanh, chứng tỏ người đó có công đức lớn, tương lai sẽ hưởng được thiện báo. Đức Lục Tổ dạy: trong khiêm hạ là công, ngoài lễ kính là đức. Nghĩa là người nào biết kính trên nhường dưới, lễ bái Phật trời, đó là người có công đức, trái lại là mất đức. Lục Tổ lại nói tiếp: bình là công, đẳng là đức. Nghĩa là quý Phật tử biết lấy tâm bình đẳng đối xử từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, đó là người có công đức, trái lại là người thất đức. Trong cuộc sống có rất nhiều nguyên nhân làm cho con người ta thành kẻ mất đức. Điển hình như thấy ai giàu sang thì nịnh bợ, nghèo khó thì khinh khi, ai vừa ý mình thì thương mến giúp đỡ, trái ý thì oán ghét ép chế triệt hạ. Đó là nhân của thất đức. Cha mẹ thấy đứa con nào dễ thương thì nuông chiều, muốn chi cũng được, còn đứa con nào không thương thì khó khăn chửi rủa, làm con thì ngỗ nghịch bất hiếu. Anh chị em trong gia đình không biết đoàn kết thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, tranh giành hơn thua từ chút, làm cho gia đình xào xáo, cha mẹ buồn rầu, đó là nhân mất đức.
con rể giàu sang, khi về quê vợ thì anh chị em dòng họ bên vợ ra tiếp đón nồng hậu. Ngược lại, gặp chàng rể nghèo khó thì khinh khi, không ai ngó ngàng tới. Làm con rể khi thấy bên vợ làm ăn khá giả thì lòn cúi để nhờ giả. Nếu cha mẹ vợ nghèo khó, có hữu sự thì lánh mặt. Hoặc khi uống rượu vô thì chửi rủa những người thân bên vợ. Con dâu xuất thân nhà giàu sang, có nhiều của hồi môn, thì cha mẹ anh chị em bên chồng kính trọng, có lỗi lầm gì cũng bỏ qua. Nếu là con dâu nghèo thì khi dễ, hành hạ đủ điều. Làm dâu là ý mình có sắc có tài, khi mẹ chồng nói một câu thì trả lời năm bảy câu, xem thường gia đình bên chồng, lại còn đem những chuyện không tốt của những người thân bên chồng rêu rao bên ngoài và thêu dệt, đâm thọc, làm cho những thành viên trong gia đình hiềm hận lẫn nhau. Đó là nhân tổn đức. Vợ chồng chung sống không biết lấy nhân nghĩa đạo đức đối xử với nhau. Khi chồng làm ra tiền thì vui vẻ, anh em ngọt ngào. Khi chồng không làm ra tiền thì buồn phiền chê trách, không quán xuyến công việc nhà, lại còn bài bạc. Người thân bên chồng đến thì sợ ăn hết của, bên mình tới thì vui vẻ giúp đỡ. Làm chồng thì thô lỗ, độc tài, tiền phát gạo đông, bên mình muốn gì cũng được, bên vợ thì chẳng mang tới, lại còn cờ bạc, cá độ, hút chích, ăn nhậu phung phí, bùa bịch lăng nhăng. Người vợ thấy thế khuyên lơn không nghe, còn chửi mắng đánh đập. Đó là nhân tổn phước, mất đức. Làm thầy không công bình chánh trực, trò nào lo cho mình thì hết lòng yêu thương, tạo điều kiện nâng đỡ. Ghét thì khó khăn, chửi mắng đánh đập, dạy cho lấy lệ. Làm trò thì không biết kính trọng thầy, lười biếng ham chơi không lo học hành. Thầy răn dạy không nghe, còn cãi lại, phản thầy lừa bạn. Đó là hạng người vô lương tâm, thiếu đạo đức. Bạn bè lúc giàu sang thì thân thích nhờ giả, khi nghèo khổ, hoạn nạn thì lẩn tránh. Sống không có tình nghĩa, chỉ biết lợi dụng lòng tốt của bạn để trục lợi. Đó là hạng người vong ân bất đức. Làm chủ ý mình giàu sang, ăn xài phung phí, hành hạ tôi tớ, bắt họ phục vụ một cách quá đáng. Như mặc đồ chưa dơ, bảo người giúp việc phải giặt, ngồi ăn ở tầng dưới không chịu, đày đọa sai người ta bưng lên lầu ba lầu tư mới chịu ăn. Những chuyện không đáng cũng sai khiến đủ điều, lại hay chê trách chửi rủa ôm xồm. Còn làm tớ thì tham lam lười biếng, không làm tròn bổn phận, đợi tới tháng lãnh lương. Chủ chỉ dạy thì không biết sửa sai, còn tìm cách hại lại. Đó là những kẻ bất nhân thất đức. Làm vua thì đam mê tụ sắc, thưởng phạt bất minh, sưu cao thuế nặng, hà khắc dân chúng. Làm quan thì thượng đội hạ đạp, lạm dụng của công, đàn áp dân lành, làm chuyện gian ác, vô trung bất chánh. Đó là kẻ ác nhân ác đức. Mua gian bán lận, giành giật khách hàng, trăm mưu ngàn kế hãm hại đối phương, chẳng chút tự tâm, miễn sao cho mình được nhiều tiền lắm của, không nghĩ đến quyền lợi đời sống của người khác. Trong việc làm ăn mua bán, dành hết quyền lợi về mình, làm cho gia đình người ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đó là những kẻ quá tham lam hiểm độc, thất đức. Đồng nghiệp thấy người khác hơn mình thì ganh ghét đố kỵ bêu xấu, thua thì khinh khi, những điều hay lẽ phải thì che giấu, sợ người ta hơn mình, phô bày chỉ dạy những điều sai lầm để cho họ thất bại rồi chê cười. Đó là kẻ mất hết nhân tính, tổn giảm phước đức. Trong tình cảm nam nữ, lợi dụng lòng yêu thương của bạn, đòi hỏi đủ thứ, lừa dối phụ bạc, mới chuộng cũ dâm, đó là kẻ bạc ác thất đức. Nói chung, những chuyện gì làm khổ người hại vật
gây tạo thập ác, tức là kẻ ác nhân thất đức. Còn người nào biết tu thập thiện, chứng tỏ là người nhân từ đạo đức. Người không có đức trong tâm trí của họ lúc nào cũng nghĩ đến danh lợi tình tiền, chẳng màng đến nhân nghĩa công bình bác ái lẽ phải là gì. Lúc nào cũng giành quyền lợi và phần phải tốt đẹp về mình, không cần nghĩ đến ai. Hạng người như thế là tự mình gây tạo ác nghiệp, tức phải lãnh lấy ác báo. Nhân quả nghiệp báo lưới trời lòng lòng, nhưng báo ứng rất mau. Trong kinh Địa Tạng dạy: nếu gặp kẻ sát hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy đời đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời Ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ buông luôn sang bắn, thời Ngài dạy rõ quả báo kinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại các loài sinh vật, thời Ngài dạy rõ quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ bỏng sẻn, thời Ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được. Nếu gặp kẻ phung phí, phá tổn của cải một cách phi lý, thời Ngài dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ lạm phá của chùa, thời Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời Ngài dạy rõ quả báo làm chim se sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời Ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời Ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo, thời Ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng ni, thời Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao, thời Ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm thọc gây gỗ, thời Ngài dạy rõ quả báo không lưỡi. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời Ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ mê tín, thời Ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Nếu gặp kẻ đốt phá núi rừng cây cỏ, thời Ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời Ngài dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời Ngài dạy rõ quả báo phát sanh trở lại hiện đời bị roi giọt. Những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Trong Khế Kinh Phật dạy rằng: làm người siêng tu là do cái nhân đời trước không biếng nhác mà ra. Làm người sống lâu là do cái nhân đời trước không sát sanh mà ra. Làm người sạch sẽ không bệnh là do cái nhân đời trước từ tâm mà ra. Làm người giàu sang quốc vương trưởng giả là do cái nhân đời trước lễ bái phụng sự tam bảo mà ra. Làm người giàu có là do cái nhân đời trước bố thí mà ra. Làm người có âm thanh trong trẻo là do cái nhân đời trước ca dịnh tán thán tam bảo mà ra. Làm người được người thấy mình liền sanh tâm hoan hỷ là do cái nhân đời trước mình thấy người cũng sanh tâm hoan hỷ mà ra. Làm người đoan chánh là do cái nhân đời trước nhẫn nhục mà ra. Làm người thân hình thấp lùn nhỏ bé là do cái nhân đời trước khinh khi người mà ra. Làm người thân hình lở loét ghẻ dữ
là do cái nhân đời trước đánh đập chúng sanh mà ra. Làm người bị bắt giam cầm là do cái nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong lòng, trong chậu mà ra. Làm người không có ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo, là do cái nhân đời trước tánh hay đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lời danh của người khác mà ra. Làm người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người theo, là do cái nhân đời trước không có tánh đố kỵ, ham muốn danh lợi của người khác mà ra. Làm người đê tiện thấp hèn là do cái nhân đời trước tánh ưa kiêu hãnh, ngạo mạn, vô lễ, không biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người sang trọng quyền quý là do cái nhân đời trước biết phục thiện, không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính mà ra. Làm người thông minh có trí huệ sáng suốt, hiểu rộng thấy xa là do cái nhân đời trước cố công tìm đến người có tài đức để học những điều chánh đáng mà ra. Làm người vô tri không hiểu biết gì hết là do cái nhân đời trước lười biếng, không chịu gần người tài đức để học hỏi những điều hay lẽ phải mà ra. Làm người ngu xuẩn đần độn là do cái nhân đời trước không dạy bảo người mà ra. Làm người mê muội mất vốn trí huệ, loạn vọng điên cuồng là do cái nhân đời trước ham uống rượu mà ra. Làm người nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm loạn động tâm người khác, sau khi chết sẽ đọa trong loài chó trặc tai. Làm người hay dọa nạt làm cho người khác khiếp sợ, kiếp sau sanh trong loài hươu nai. Làm người giàu sang có quyền thế đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết thưa kiện ai, những người như thế chết đọa địa ngục cả ngàn vạn năm. Từ địa ngục ra lại đọa làm thân trâu bò, bị roi gậy đánh đập để đền nợ oan trái ngày xưa. Làm người bị chết cháy là do cái nhân đời trước lấy lửa thiêu đốt chúng sinh mà ra. Làm người bị chết đuối là do cái nhân đời trước hại chúng sanh chết nước mà ra. Con người sinh ra trong thế gian bị nhiều tai nạn, bệnh hoạn, chết sớm, biết bao thống khổ không thể kể hết. Như thế là do ba nghiệp gây ra, nên họ phải lãnh lấy quả báo khổ đau trong ba đường dữ. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy: làm nghề lột da, rách lạnh đơn phun, làm nghề cắt họng, tự sát hủy mình, vào rừng săn bắn, tai họa thình lình, hành hung làm dữ, tai họa không chừng. Thấy của gian tham, quả báo bần cùng, cố ý ăn lường, chịu điều thua thiệt, gạt người lấy của, chuyển kiếp bồi thường, nhờ người gạt người, chịu đời thất thế. Gian công lường của, chịu đời lầm lạc, khoe tốt lừa người, mắc mưu mất của, tranh danh đoạt lợi, người lìa của tan, tranh điền đoạt thổ, con cháu phá tan. Giữ của lòng tham, chuyển kiếp làm chó, chứa kẻ gian tham, ngục hình đầy đọa, dùng sức loài vật, chuyển kiếp lao xuyển. Thấy sắc cú dâm, vợ con phản loạn, thọ thai chồng bỏ, con nghịch với cha, tiền dâm hậu thú, sanh con bất hiếu, thọ thai làm ác, liên lụy đến con. Quen người đoạt vợ, oan gia nghiệp chướng, dâm dục quá độ, thận kém sanh lao, ăn vật nóng quá, thận suy khô kém. Khinh thánh thị thần, cầu nguyện vô linh, khi thị thân tộc, bà con xa cách, hỗn ẩu anh em, cô độc một mình, đặt chuyện thình lình, ngọng liệu liếu lo, phân dân ngạo biếm, bằng hữu khinh thường, khinh bỉ nhân tình, vô gian bạc phận, chê thị quê hương, đổi dời nhiều xứ, thấy hư chê cười, khó nổi lập thân, chê người trách lành, chuyển kiếp cơ hàng, đặng thời chê thất thế, suy sụp nan cầu,
được sang chê hèn, đáo đầu bần tiện, chê người cực khổ, chuyển phú hóa bần, được giàu phụ khó, giữ của không bền, kiêu cách khi người, chịu kiếp vô duyên, được mạnh chê yếu, chịu đời suy nhược, tánh hay kiêu căng, tạo lập không thành, thì chúng hiếp cô, hòa sanh nan giải, la ré nạt nộ, hao hơi phổi yếu, vũ ngực xương hô, phổi động sanh ung. Quỷ hoại lúa gạo, thiếu ăn thiếu mặc, quỷ hoại tiền của, gia cảnh bần hàn, ăn uống phung phí, bần cùng đói rách, xài không giữ gìn, thiếu trước hụt sau. Tánh hay ghét người, con cháu vô duyên, sinh con không dạy, hoạn họa trùng lai, thọ ơn báo oán, con cháu thất thời, bội ơn bạc nghĩa, sinh con ngỗ nghịch, nghề hay không dạy, con cháu bất tài, chẳng nghe lời lành, con cháu ngu si, giả oai hiếp người, con cháu khiếp nhược, bội nghịch cha mẹ, hậu kiếp mồ côi, bội nghịch luân lý, họa sanh nan cứu, bỏ mồ mã hoang, ba đời lưu lạc, đốt nhà phá mã, quan đàn lưu xứ, mưu sâu kế độc, câm khùng đền tội, dùng tà ma hại người, đau oan trái bình, dùng lửa hại người, loạn tâm loạn trí, mắng gió chửi mưa, ngây cuồng đền tội, được khôn chê khờ, lãng tâm mất trí, truyền khôn bất chánh, trả quả loạn tâm. Em côi anh bỏ, giảng cảnh thất thời, phá cầu đào lộ, quan gia nghiệp chướng, rào đường lấp ngõ, lo việc không thành, bỏ người hoạn nạn, cầu phước vô linh, nghe rên không trợ, cầu phước không thành, thờ Phật lấy danh, phi tai lai giảng, biết mà không nói, chịu đời lầm lạc, chỉ đường lạc nẻo, nhãn mục vô quan, thuốc hay không cứu, có bệnh oan gia, lương y giả trị, quả báo ba đời. Bình người đặng thế, chuyện kiếp thất thế, thấy đánh không can, lâm nạn cô thế, trước thân sao phản, vô duyên bất tín, tự gian làm loạn, tai họa thình lình, gần người hung dữ, lây họa liên can, tánh giận quá độ, hư gan sanh bệnh, ăn vật phong độc, tỳ vị sanh trùng. Ngày đêm phải biết bình tâm tình trí, suy xét để diệt trừ tham sân si. Nếu để tâm loạn vọng buông lung phóng dật, lâu ngày thành nghiệp, kiếp sau phải luân hồi đền tội. Trong nghệ thuật sống cũng nói, nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin. Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng. Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặp hòa thuận. Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải. Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật. Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác. Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép màu. Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực. Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn. Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt. Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt thất bại. Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập. Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại. Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù. Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo. Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai. Vì thế chúng ta phải ham làm điều thiện, tránh xa điều ác. Khi rảnh rỗi nên suy xét, kiểm điểm lại những việc làm thường ngày của mình. Lúc nào cũng theo con đường ngay thẳng,
thì tự nhiên trời đất sẽ không phụ lòng tốt của mình. Nhà mà chứa điều thiện sẽ có phước dư thừa, nhà mà chứa điều ác sẽ có tai họa dư thừa. Cổ đức. Muốn có cuộc sống hạnh phúc yên vui ở trong hiện tại và vị lai, chúng ta phải tu thập thiện, trau dồi thân, khẩu, ý cho được thuần thiện thanh tịnh. Giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ khẩu thanh tịnh, hạnh phúc biết bao. Giữ ý thanh tịnh, hạnh phúc biết bao. Thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi, gần cành hoa sen. Ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp, thân bèn đặng an. Ba nghiệp hằng đặng rảnh rang, thác rồi nhập thánh là đàn xưa nay. Bị mắng chửi lòng chẳng phai, với người tham lẫn giận gai chẳng sờn. Giữ mình trong sạch là hương, dầu ai gây dữ, oán hờn mặc ai. Pháp tịnh tâm. C. Kết luận. Khi hành giả tự mình không làm 10 điều ác, không dạy người làm 10 điều ác và không khen ngợi người làm 10 điều ác, thực hành hoàn hảo thập thiện nghiệp, thời, thân, khẩu, ý được thanh tịnh, lòng từ bi, hỷ xả, thương người mến vật, mỗi ngày thêm tăng trưởng. Hiện tại đời sống cá nhân, gia đình được cải thiện tươi sáng, tốt đẹp, xã hội trở nên thuần lương, thiện mỹ, đời đời thiện căn chẳng mất, thường gặp tam bảo tu hành, nên không bị đọa vào ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thường sanh nhân, thiên, hưởng nhiều phước lạc, được sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí huệ. Nếu người nào không cầu phước báo trong cõi nhân thiên, nguyện đem công đức tu thập thiện này hồi hướng về tịnh độ, thời khi lâm chung được Phật Di Đà và chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn, vãng sanh Cực Lạc quốc. Trong giới bổn nói, người giữ giới khi mạng chung thân tâm an nhiên, thị tịch vào cảnh tốt lành. Còn người không giữ giới khi chết thần thức hôn mê, hoảng sợ, sa đọa vào ác đạo. Vào thời Đức Phật, một hôm Ngài cùng Tôn giả A Nan và chư đệ tử đi ngang qua cánh đồng, thấy người ta đang lùa đàn bò. Nhân đây Phật hỏi: Này A Nan, ông có biết người ta lùa đàn bò đi đâu không? Bạch Đức Thế Tôn: Con không biết. Này A Nan, người ta lùa đàn bò đến lò mổ để làm thịt mà nó không hay biết. Chúng cứ lo chạy nhảy, hút đẩy, kêu rống vui giỡn. Cũng vậy, chúng sanh vì đam mê ngũ dục, phá giới phạm trai, gây tạo nhiều ác nghiệp. Nhưng họ lại quên rằng mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bước dần vào cõi chết mà không chịu lo tu hành. Giống như đàn bò đi gần đến chỗ chết mà vẫn không hay biết. Thật đáng thương thay. Nhân đó Phật nói kệ: Dĩ như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, và chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Kinh Pháp Cú thí dụ. Vì thế chúng ta hãy cố gắng giữ giới ăn chay cho trọn vẹn. Được như vậy mới đáng gọi là người có trí huệ, biết làm theo lẽ phải. Tôi ước mong quý Phật tử sau khi nghe qua quyển thập thiện này, thấy được sự lợi ích của lời Phật dạy, tinh tấn áp dụng trong đời sống hàng ngày để tạo hạnh phúc cho mình và chúng sanh ở hiện tại và tương lai. Vì thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Hôm nay chúng ta có duyên lành gặp được tam bảo mà không lo tu để tiến hóa lên con đường giải thoát. Nếu cứ mãi chần chờ đến khi mất thân rồi, muôn kiếp khó trở lại được. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu hành, làm lành lánh dữ, không làm các điều ác, chăm làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Kinh Pháp Cú. Nam Mô
A-di-đà Phật. Khuyên đừng giết thú. Muôn loài nào khác chi ta, cũng tìm sự sống lánh xa tai nạn. Có cha mẹ, có họ hàng, kết bè sinh hoạt, hiệp đoàn siêng năng. Ta đừng giết nó mà ăn, cũng đừng bắt nó trói trăng giam cầm. Bảy câu trước độc mưu ngầm, làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. Lạc bầy dớn dác xôn xao, lại e cái nạn thớt giao hầu gần. Mình có thân, nó cũng có thân, nuôi mình giết nó, trái cân công bằng. Lâm bình cảnh ấy khổ chăng, giả như có kẻ bắt phăng chúng mình. Mẹ cha cô bác thảm tình, xót xa đã lắm, bất bình biết bao. Ruột rà ai cắt chẳng đau, tình thương ai dứt chẳng đau gan vàng. Nếu ta suy nghĩ kỹ càng, tình này cảnh ấy rõ ràng tương thân. Làm người ta có lòng nhân, hãy khơi tánh Phật lần lần sáng ra. Người cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị, chúng là đàn em. Khôn hơn ta phải xét xem, trong nôm giúp đỡ đàn em giải khờ. Khi lâm nạn chúng bơ vơ, mau tay tiếp cứu chớ ngơ mắt nhìn. Thấy ai giết thác sanh linh, lấy lời khuyên giải dụng tình cản ngăn. Thú kia nó cũng là thân, cũng xương cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng rên đứt ruột, tiếng la xé lòng. Tánh linh người vật cũng đồng, xuống tay bao nở, cầm lòng sao đan. Thân ta thì muốn cho an, mà thân kẻ khác lại toan xéo dày. Lòng ta muốn tránh nạn tai, sao cùng kẻ yếu ra oai dữ dằn. Nếu ta biết lẽ công bằng, biết câu phước tội, biết canh luân hồi, chớ nên giết nó đành rồi. Cũng đừng hành thà tỏ lời dễ khinh, chớ cho chúng khổ vì mình, mở lòng thương xót tấm hình hài kia. Đừng làm chúng nó chia lìa, con này xa mẹ, vợ kia cách chồng. Đừng bày cách cổ nhổ lông, việc làm cũng phải dự phòng về sau. Vậy oan ai lại buộc vào, kiếp này gây nợ, kiếp nào trả xong. Muốn cho mình được thông dong, đừng làm kẻ khác khổ lòng làm chi. Chứ vì một chút sơn si, mà báo oan trái, kéo trì cuốn lôi. Muốn ra khỏi biển luân hồi, quả kia phải hái, cho rồi đừng gieo. Dừng chân là bóng chẳng theo, nhân tay thì nghiệp chẳng đeo bên mình. Ai ơi nên khá giữ gìn. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời khuyến khích: chính Đức Phật đã chỉ dạy, trong các sự bố thí, chỉ có pháp thí là công đức lớn nhất, không có công đức nào sánh bằng. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng khi quý Phật tử nghe xong đĩa thập thiện nghiệp này, rồi sang ra cho mọi người nghe, để cho họ hiểu thêm về giáo lý nhân quả, lành dữ, tội phước. Đây cũng là phương pháp bỏ ác, diệt khổ, hành thiện, tạo phước đức cho mình và chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai. Việc làm đó giống như một ngọn đèn mồi qua trăm ngàn ngọn đèn khác đều được sáng, thì công đức đó quả thật vô lượng vô biên. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Muốn hóa giải oan trái hận thù, Phật dạy phải thường khởi lòng từ tha thứ hoàn toàn đối với những ai đã từng làm mình đau khổ, và không nên thấy lỗi người, hằng nhận lỗi mình, thấu suốt nhân quả, ăn năn sám hối, lo tu sửa, xem kẻ thù như Phật, trời, cha mẹ, thời sẽ diệt trừ hết ác nghiệp, mau thành Phật quả. Kẻ thù càng muốn ta hư, thắng thù ta cố nên người đức cao. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Ta đã được an tịnh, không có oán và hờn. Giữa những người oán hờn, ta sống không oán hờn. Kinh Pháp Cú. Bởi không nghe lời Phật dạy, nên có nhiều người ăn chay mấy chục năm mà phiền não vẫn còn. Mỗi khi gặp nghịch cảnh đến liền sân si, bực tức, la lối. Người như thế Phật cho là yếu kém, không bao giờ đạt đến quả vị giải thoát. Nên Ngài nói, trì trai khổ hạnh không thể bì kịp người tu hạnh nhẫn. Các con phải ghi nhớ, không nên làm nặng lòng ai hết, chớ coi họ tốt hay xấu, mà hãy xem đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay chưa, và bền chịu các sự nhẫn nhục, siêng học kinh, nghe pháp, giữ gìn giới luật của bậc thánh. Như thế, người ta sẽ xa lánh mọi sự buồn, mau tiến tới niết bàn. Kệ rằng, người con Phật phải gìn hạnh nhẫn, chớ chứa hờn, chớ giữ ích chi. Phận tu trì tai gác mặt lì, chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Hay là người tu giả dại giả câm, giả đuôi giả điếc để tầm đạo cao. Mấy lời phân tỏ âm hao, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thuở Phật còn tại thế, Ngài khuyên La Hầu La: muốn thành tựu hạnh nhẫn, phải quán thân mình như đất. Dù người ta đổ và rải lên đất những thứ tinh sạch đẹp đẽ như hoa, nước thơm, sữa thơm, hoặc người ta đổ lên đất những thứ dơ giấy, hôi hám như phân, nước tiểu, máu mủ và cạc nhổ đàm nhớ xuống đất, thì đất vẫn tiếp nhận tất cả những thứ ấy một cách tự nhiên, không vui vẻ mừng rỡ mà cũng không chán ghét tủi nhục. Cũng như thế, những cảm thọ khoái lạc hoặc buồn khổ phát sinh, con đừng để cho chúng làm nhiễu loạn tâm con và chiếm cứ lòng con. Con hãy học theo hành của nước. Dù người ta có giặt những thứ thơm to hoặc dơ bẩn trong nước, nước cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ, tham đắm hoặc tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Nước bao la, lưu chuyển, có năng lực hóa giải và gạn lọc. Con lại nên học hạnh của lửa. Lửa đốt cháy mọi thứ, kể cả những thứ thơm to, đẹp đẽ hoặc hôi hám xấu xí, dơ bẩn. Nhưng lửa không vì vậy mà cảm thấy tham đắm hoặc ghê tởm, tủi nhục, giận hờn. Con lại nên học hành của không khí. Không khí thổi đi những thứ mùi thơm hoặc thối mà vẫn không cảm thấy tham đắm hoặc tủi nhục, buồn giận hay chán chường, vì không khí có khả năng gạn lọc và hóa giải. Này La Hầu La, con hãy tu tập lòng từ để đối trị giận hờn. Lòng từ là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách đem lại niềm vui cho kẻ khác. Từ là thứ tình thương không có điều kiện và không chờ đợi sự đền trả. Con hãy tu tập lòng bi để đối trị tàn ác. Lòng bi là lòng thương yêu được thực hiện bằng cách làm vơi đi sự khổ đau nơi người khác. Bi cũng là thứ tình thương không có điều kiện và cũng không chờ đợi sự đền trả. Con lại phải tu tập lòng hỷ để đối trị ganh ghét. Lòng hỷ là lòng vui theo cái vui của người khác và niềm ước ao mong cho kẻ khác được thành công và hạnh phúc an vui. Con lại nên tu tập lòng xả để đối trị kỳ thị và vướng mắc. Lòng xả là tâm niệm thanh thoát và cởi mở đạt được do sự nhận thức về tính cách tương quan bình đẳng giữa mọi loài. Mình và người không phải là hai thực thể riêng biệt. Không nên ghét bỏ cái này để đi nắm bắt cái khác
La Hầu La, từ bi, hỷ và xả là bốn tâm rộng lớn, không có bờ bến và cũng đẹp đẽ khôn cùng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm. Tu tập theo bốn pháp này thì mình trở nên một con người cao thượng, đem lại sinh lực và niềm vui cho tất cả chúng sanh. La Hầu La, con lại phải quán chiếu về vô thường để phá trừ ảo tưởng về cái ta. Con phải quán chiếu về tính sinh diệt và thành hoại của thân thể để hiểu sâu về sự sống chết. Đó là phương pháp thoát ly tham dục sân nhuế. Ví có kẻ cầm dao cắt đứt thân con ra từng mảnh, trong khi đó phải tự nhiếp tâm, đừng để sân hận nổi dậy và giữ gìn cửa miệng, chứ thốt ra lời ác. Con phải khéo quán sát tu tập, như thế mới vượt qua mọi gian nguy thử thách của đời để hóa độ chúng sanh. Vì nhẫn nhục là phương pháp diệm màu cảm hóa mọi người mà không cần sức mạnh, quyền lực và chánh trị. Được như vậy mới đáng gọi là bậc đại nhân, đại lực, có trí huệ nhập đạo. Người tu hạnh nhẫn nhục, tập tánh giống như nước, thường mềm dẻo mát dịu, rộng lượng và khoan dung. Nhẫn nhục như bùn đất, dù sạch dơ đổ lên, đại địa cam thọ hết, không tỏ chút giận hờn. Để cho chúng sanh thấy được sự lợi ích của nhẫn nhục, Phật nói: tiền thân ta làm vị tiên nhân tên là Sàng Đề, tu khổ hạnh ở núi rừng. Một hôm, vua Ca Lợi cùng với phu nhân, thể nữ, quần thần vào rừng săn bắn. Đến trưa, vua cho bày tiệc ăn uống, đàn ca múa hát vui chơi. Tiệc xong, vua ngã lưng nằm ngủ dưới gốc cây. Khi thức dậy, không